Thưa quý thính giả, nhân dịp mừng 150 năm Đức Mẹ Maria hiện ra tại Lộ Đức, Pháp Quốc, chương trình giờ của mẹ xin được gửi đến quý vị tác phẩm Tiếng Hát Lộ Đức. Nguyên tác là The Song of Bernadette của tác giả Franz Wolfell và dịch giả là Linh Mục Thomas Thúy Dòng Đa Minh, và sẽ qua phần trình bày của Nguyệt Nha và Kim Hà. Lời mở đầu, đọc xong bản dịch Anh ngữ, tự bị ám ảnh mãi bởi vì câu chuyện quá hấp dẫn. Nhưng sách quá dài mà lúc ấy tôi còn đang đi học không dịch được. Sau này gặp lại bản tóm tắt nên tôi cố gắng dịch thành tiếng Việt để chia sẻ với các linh hồn thánh thiện biết rung cảm trước thế giới siêu nhiên. Tôi không thêm bớt gì cả, mà theo tác giả thì câu chuyện là thật, xảy ra không bao lâu trước khi chiến thứ nhất. Ông đã viết lại để bày tỏ lòng biết ơn Đức Mẹ đã cứu giúp gia đình ông qua khỏi hoạn nạn, mặc dầu lúc ấy tôn giáo của ông là Do Thái. Sách ông viết chẳng bao lâu nổi tiếng khắp thế giới, vì ông là một văn nhân đức tài ba từ trước. Lập tức sách được chuyển sang các ngôn ngữ phổ thông như Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Nhiều người thuộc các tôn giáo khác cũng tìm đọc. Quý vị có thể đọc chi tiết từ các ngôn ngữ đó. Dưới đây chỉ là bản tóm lược. Ông François Sibiru thức dậy rất sớm, khoảng 6 giờ. Từ lâu ông đành để mất chiếc đồng hồ đeo tay bằng bạc, món quà người chị họ Bernadette Chesterot tặng. Nhân dịp đám cưới, tấm thẻ cầm đồ của nó và của vài thứ kỷ niệm quý báu khác đã hết hạn vào mùa thu năm ngoái. Ông Sibiru biết lúc ấy là 6 giờ, mặc dù chung nhà thờ Thánh Phêrô chưa đổ để báo tin thánh lễ ban sáng. Những người nghèo khổ như ông không cần đồng hồ hay chuông báo nhà thờ để biết giờ giấc. Nó đã ăn sâu vào xương cốt họ bởi luôn luôn sợ hãi chậm trễ giờ vào sở. Ông sờ soạn trong bóng tối tìm đôi giày gỗ, nhưng không dám xỏ vào chân, mà lại cầm lên tay, kẻo làm ồn cả nhà. Ông đứng chân trần trên sàn nhà bằng đá lạnh buốt và lắng nghe hơi thở của mọi người đang ngủ. Sáu mạng chung nhau một căn phòng nhỏ, ông và vợ, bà Louise, xoay sở giữ được chiếc giường cưới. Nó là nhân chứng trung thành của thổ ban đầu đầy hy vọng. Hai cô con gái ở tuổi dậy thì, Bernadette và Maria, ngủ trên tấm phản gỗ cứng lót rơm. Hai đứa con trai còn nhỏ, Jean Maria và Justin, nằm ổ rơm dưới sàn. Ông François Sibiru chậm rãi đưa đôi mắt nhìn vào lò sưởi thô sơ do ông chủ nhà André Sajou chế tạo tạm bợ cho các người thuê mướn. Dưới đám tro tàn, vài thanh củi cành khô đang cháy dở, nhưng ông không đủ sức lực để khơi chúng thành ngọn lửa to hơn. Ông quay ra cửa sổ, cay đắng nhìn bóng đêm đang thay đổi dần sang màu xám nhạt ở phía chân trời đàng đông. Những khung cửa sổ làm ông François Sibiru khó chịu. Nó nhắc rằng gia đình ông đang chui rúc trong một căn phòng trước kia là nhà tù ca chốt. Ở đây, về mùa hè nóng như thiêu đốt, về mùa đông lạnh như đóng băng. Bởi điều kiện khắc nghiệt như vậy, cho nên mấy năm về trước, thị trưởng Lộ Đức Lacadé đã ra lệnh di chuyển các phạm nhân đi nơi khác, nhiều tiện nghi và vệ sinh hơn, để đảm bảo sức khỏe cho họ. Vậy mà giờ đây, gia đình Sibiru lại phải sống ở đó. Mặc dầu ông đâu phải là một gã lang thang hay một kẻ lượm rác bán, ông là một tay thợ xay lúa lương thiện và đã có lúc làm chủ một nhà máy trà, cơ sở đàng hoàng. Con suối cấp nước cạn kiệt đi đâu phải lỗi của ông. Thế mà nay gia đình ông đang trú ngụ tại đây, cái nhà tù cũ tên là Cachot, ở phố Petit Fosse. Và ông đang đứng nghe hai lá phổi của Bernadette rít lên trong đêm. Lúc này bà Louise Sibiru cũng đã tỉnh giấc, mới 35 tuổi nhưng coi như đã ngoài 50.
Ông François ngắm vợ cố thổi cho những thanh củi hồng to lên, bỏ thêm vỏ trấu, mạt cưa, rồi đặt trên bếp cái ấm đồng nhỏ. Những tiếng chuông nhà thờ đổ hồi xa xa, ngày mới bắt đầu, với những gánh nặng, lo âu và thất vọng không thể tránh khỏi. Ông François Soubirous ước tao được vài hớp rượu mạnh cho ấm cái dạ dày trống rỗng từ chiều hôm qua, nhưng chẳng làm sao kiếm ra được. Ông xỏ chân vào đôi giày gỗ, nói, mẹ nó ạ, tôi đi đây. Bà Louise nhìn chồng chán nản hỏi, thế ông đã có địa chỉ nào rõ rệt trong đầu óc chưa? Ông François ấp úng, cũng như mọi ngày, có vài nơi đang cần người làm. Tôi đến hỏi thử ông Maison hay ông cục trưởng bưu điện Cavigny xem sao. Bà Louise lẩm bẩm, lại Maison Grosse Cazenave. Ông François Soubirous đội mũ lên đầu, tính bước ra cửa. Đột nhiên bà Louise nói, này ông, chúng ta nên gửi Bernadette về miền quê lần nữa. Tôi nghĩ gia đình Lac sẽ nhận lại con bé. Ở Bath, không khí trong lành có lợi cho sức khỏe của nó. Hơn nữa, nó sẽ được ăn bánh mì trắng, uống sữa dê, mật ong, vân vân. Những thứ ấy ở đây chúng ta chẳng có. Phải làm lụng một chút cũng không sao. Ông François Soubirous lại cảm thấy cay đắng trào lên cổ, tự nhủ, mình là gã ăn mày thực rồi, con cái đang chết đói nên phải trao nó cho thiên hạ nuôi nấng giùm. Bà Louise đưa mắt liếc nhìn chồng. Ông đứng bất động như trời trồng, đầu cúi gằm xuống đất, dáng điệu nghiêm nghị nhưng thiếu tự tin. Thương hại chồng, bà Louise chạy tới cái chạn gỗ, lấy ra một chai rượu chát, rót cho chồng một ly đầy. Ông dốc cạn ly rượu vào miệng, nuốt cái ực, rồi nói, ý kiến của mẹ nó hay đấy. Ông thèm thêm một ly rượu nữa, nhưng kiềm chế được và bước ra ngoài. Trên chiếc phản gỗ cứng đơ, Bernadette nằm lắng nghe, nín thở, đôi mắt mở thao láo. Ngoài trời mưa và tuyết trắng tạt thẳng vào mặt ông François Soubirous, gió lạnh từ dãy núi Pyrenees thổi lùa xuống đường phố bút cóng. Ông đứng yên lặng một hồi khá lâu, lưỡng lự trước cửa tiệm bánh mì của ông Maison Gros. Khi đã đủ can đảm, ông đẩy nhẹ cửa bước vào. Cánh cửa nặng nề hé mở, mùi bánh mì nóng xông lên mũi ông, thơm ngon, ấm áp. Ông thèm gần như muốn khóc. Chủ tiệm to béo đang đứng giữa gian phòng rộng, ngang lưng thắt một cái khăn trắng lớn. Ông Soubirous giả vờ nói như lơ đễnh, hôm nay có việc chi làm không ông chủ? Người chủ tiệm không thèm ngoái cổ nhìn xem người mới đến là ai, thản nhiên nói như cằn nhằn, thời buổi chết tiệt này, mấy ngày nay chẳng có thêm đơn đặt hàng nào. Thiên hạ đi đâu hết trơn, họ ưa tiệm bánh gọt bên kia đường hơn tiệm của tôi. Công việc cứ như thế này, thì đến mùa chay chẳng biết xoay sở ra sao đây. Ông Soubirous đói bụng, muốn xin một ổ bánh ăn tạm, nhưng lại chẳng dám mở miệng. Ông quay lưng bước ra khỏi tiệm bánh. François Soubirous đi nhanh ngang qua quảng trường thành phố, tới cục bưu điện. Trời rét như dao sắc cắt ra, viên cựu hạ sĩ quan cảnh sát Cazenave đi đôi ủng cao cổ, lưng đeo lủng lẳng chiếc túi rét, đứng oai vệ giữa một chiếc sân rộng, vây quanh là đàn ngựa chạm và những cỗ xe. Từ khi nhà nước mở tuyến đường xe hỏa tới quận Tabe bên cạnh, thì công việc làm ăn của ông trở nên phồn thịnh. Các du khách đi nghỉ dưỡng bệnh tại chân dãy núi Pyrenees buộc phải dừng chân ở quán ông để mua thêm nhu yếu phẩm. Ông cung cấp cho họ lương thực, thực phẩm, thuốc men, đồ dùng cho từng du khách. Trông thấy Soubirous tiến lại gần mình, ông cất tiếng hỏi trước. Bác François đấy à? Gia đình chẳng bao giờ đủ ăn sao? Nghe tiếng hỏi lạnh lùng, Soubirous buồn rầu quay gót, tính bỏ đi ngay. Nhưng Cazenave gọi giật lại. Này ông bạn, mẹ bề trên tu viện cần thuê người đổ rác bẩn của nhà thương, như băng vải chăn mền nhiễm trùng,
có thể kiếm được 20 xu đấy. Đem ra ngoài thành phố mà đốt. Mắc con ngựa hoang đàng kia vào cỗ xe mu trần đó. Thưa đại úy, xin thêm 10 xu nữa được không? Gia đình đang đói quá. Kazenave không thèm trả lời, quay mặt bước về phía mấy con ngựa. Bà nhà thương, người gác cổng xem ra có vài hiểu biết về vệ sinh y tế, cảnh cáo François Subiru rằng. Này bác, coi chừng đấy, những thứ đó đầy vi trùng truyền nhiễm, vậy mang đi rất xa ngoài thành phố mà đốt, tốt nhất là ở hang Massabian, rồi hốt cho đổ xuống sông Gave. Chiếc xe ngựa gõ nhịp lóc cóc trên bề mặt đường đá gồ ghề, lởm chởm. Ông Spiro tính toán thầm trong bụng. Chắc chắn ông Kazenave sẽ đồng ý trả cho mình đủ 30 xu. Ta sẽ mua 4 ổ bánh mì, 8 xu. Một nửa kilo phô mai mỡ cừu 6 xu. Vị chi 14 xu. 2 lít rượu chát 10 xu. Tất cả là 24 xu. Còn 6 xu mua vài cục đường cho lũ trẻ. Ăn thay kẹo khi uống vang. Như vậy là vừa hết. Lạy Chúa, cứ giúp gia đình con. Con đường mất hút vào bụi cây thanh thảo ngay bên vệ đường. Xe cộ qua lại tung bụi bám đầy. François Subiru cho xe chạy theo sát bờ sông Gave, ở chỗ có cái ngoặt gấp. Phía sông, những tảng đá lớn nằm chặn ngang dòng chảy. Nước từ phía trên đổ xuống kẽ thành hai ngả. Chảy ao ao. Gần đó con suối nông Savi đổ vào lòng sông lớn. Bên kia là dãy núi Massabielle, phía trái là dãy núi các hang. Ông Subiru ngước mắt nhìn lên cái hang to nhất. Người ta gọi nó là động Massabielle. Nó là một cái lỗ khổng lồ, ăn sâu vào sườn núi đá vôi. Chiều rộng của nó chừng 20 bước, chiều sâu chừng 12 bước. Xa xa trông nó giống cái miệng lò nướng bánh mì to lớn. Mấy đám dương xỉ mọc trồi lên khỏi mặt đất đá vôi, nửa đường lên miệng hang. Một bụi dây gai xơi xác bám vào vách đá. Mấy cây hồng dại quấn quanh miệng hang bầu dục nhọn hoắt. Hang Massabielle hoang dại, âm u, chẳng được dân làng ưa thích. Nhiều chuyện ma quái hoang đường được truyền từ miệng này sang miệng khác khắp vùng. Tuy nhiên, những câu chuyện kinh dị không dọa nổi ông François Subiru đói khổ. Ông dừng ngựa, trèo xuống khỏi xe, đôi mắt sáng quan sát khắp nơi tìm chỗ tốt nhất để đổ rác phế thải của bệnh viện. Trong khi còn lưỡng lự, ông nghe thấy tiếng heo kêu ồn ỉn đâu đây, rồi giọng khàn khàn của người chăn heo. Mỗi lần nói hắn phải rít lên. Ông đoán bụng chỉ có thể là gã chăn heo thuê tên Lirise mà ông thường gặp khi đi làm ngoài đồng. Lirise dở người hâm hâm, nhưng không biết khổ là gì. Hắn luôn luôn vui vẻ, yêu đời, mỗi khi muốn nói thì lại phải rống lên. Một linh hồn khác bị số phận đày đọa. Thân hình Lirise to béo nhưng lùn tè, cái đầu quá cỡ, tóc hung đỏ, cổ có bướu. Ông Subiru làm dấu hiệu gọi Lirise qua. Hắn lội nhanh qua suối tới chỗ Subiru đứng. Ông này nói, ông bạn giúp tôi một tay được không? Lirise tỏ ra sốt sắng. Hắn vốn là người tốt bụng. Tham vọng duy nhất của hắn là giúp đỡ thiên hạ để chứng tỏ mình hữu dụng. Theo lệnh của François Subiru, hắn dỡ các thùng giấy khỏi xe, nhấc bổng từng chiếc lên vai vác xuống một dải đất hẹp giữa con suối và con sông. Hắn đổ đồ dơ trong hộp ra mặt đất, chất thành đống to. Ông Subiru ném cho Lirise bao diêm. Lirise bắt lấy đánh diêm châm lửa. Lập tức, đống rác phế thải bắt lửa cháy. Ngọn lửa bốc lên cao, tỏa khói mịt mù. Chẳng mấy chốc khói đen lan rộng khắp cả vùng, tỏa mùi khét lẹt trong bầu không khí gió lạnh buổi sớm mai. Ông Subiru chọn một phiến đá phẳng ngồi xuống ngắm ngọn lửa cháy bừng bừng. Gã chăn heo thuê cũng làm theo. Hắn thò tay vào túi xếp, mang bên mình rút ra một ổ bánh mì to màu đen, một khoanh thịt muối, rồi chia làm hai phần bằng nhau. Giọng khàn khàn nhưng thân thiện và chân thành, hắn mời François Subiru ăn một nửa. Subiru cầm lấy phần Lirise trao,
đó là bữa ăn đầu tiên trong ngày của ông. Bụng đói như cào. Ông muốn ngốn ngấu ăn ngay. Nhưng vì sĩ diện nên ông kiềm chế được và từ tốn như người ta ăn bình thường. Ông Subiru vừa ăn bánh mì vừa nhìn đống lửa tàn lụi. Ông lẩm bẩm một mình, nhưng người khác cũng có thể nghe được. Ước chi chúng ta có cái xẻng. Nghe vậy, Lirise nhanh nhẹn đứng bật dậy, lội băng qua con suối như đi trên đất cạn, lẩn nhanh vào bụi rậm, lôi ra hai cái xẻng to. Các ông thợ làm đường lộ thường giấu vào trong hang chân núi để tránh việc vác đi vác về. Subiru và Lirise hì hục xúc đống tro hết xuống sông. Chẳng mấy chốc họ đã làm xong công việc. Lirise trả lại hai cái xẻng vào chỗ cũ, tiếp tục chăm sóc đàn heo. Chưa tới 11 giờ, François Subiru đã về đến trước cửa bưu cục. Thưa ngài đại úy, mệnh lệnh của ngài đã được thi hành. Sau một lúc giằng co giá cả, Subiru cầm 25 xu về nhà. Tới trước cửa trại giam cũ, ông ngửi thấy mùi cháo hành thơm ngào ngạt. Bụng bảo dạ, ông thầm tạ ơn Chúa vì hôm nay chắc chắn được một bữa cháo ngon, không phải nuốt bo bo với bánh ngô bắp nữa. Bà Louise đã có nồi cháo hành thơm phức. Bà bê một tô to đặt trước mặt chồng. Vừa đói vừa rét, ông múc ăn nghiến ngấu trước mặt vợ, ngẫm nghĩ. Bà này có tài, luôn xoay sở được cái chi đó cầm hơi cho cả gia đình. Ông móc túi, lặng lẽ đưa cho vợ 25 xu, số tiền vừa kiếm được ban sáng. Bà Louise cầm lấy nói, anh François, hôm nay chú ban cho khá đấy nhỉ? Ông François cảm thấy tự tin, có thể đối chọi được khó khăn, ít nhất của một ngày. Sau khi húp hết tô cháo, bụng hết đói, ông vươn vai ngáp dài nói như rên rỉ, lạnh thấu xương, đi nằm là tốt nhất. Ông leo lên chiếc giường cưới, kéo chăn trùm kín cả người. Di Phước Maria Teresa Vozu nghiêm nghị ngồi xuống chiếc ghế gỗ thô kệch, trước mặt là cái bàn cũng làm bằng gỗ mộc, phía dưới là một đám học trò con gái lớp giáo lý vỡ lòng. Di thuộc dòng chị em thánh Gildor Nevers, dòng chuyên dạy giáo lý trẻ em và coi sóc bệnh viện. Di Maria Teresa còn trẻ và có thể là đẹp nếu hốc mắt không quá sâu vì chai tịnh và thiếu ngủ, cái miệng không quá bé. Vì hãm mình và làm việc nhiều, vì đang sửa soạn cho các em xưng tội, sức lễ lần đầu. Đứng nghiêm trang trước mặt dì là một cô bé gái phòng 12 tuổi, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt tròn mũm mĩm như khuôn mặt đứa trẻ còn mang sữa. Em vận chiếc váy nhà quê, đi xếp gỗ như đa phần các em đồng trang lứa khác, không kể mấy em con nhà giàu có, sang trọng. Đôi mắt em màu nâu, bình thản. Mặc dầu đang bị dì Vozu khủng bố, em có phong độ mơ màng pha chút lãnh đạm. Điều này khiến dì bực tức và bối rối. Vậy thì con không hiểu chút gì về mầu nhiệm một chú ba ngôi cả à? Con không nghe cha phó giảng điều đó ở nhà thờ sao? Thưa dì, có lẽ con đã nghe qua, nhưng bây giờ thì con không nhớ. Dì Phước vào dù đóng mạnh cuốn sách. Con làm gì đau cái đầu, một là con mất dạy, hai là con quá đần độn. Thưa dì, con đần độn ạ, người ta bảo con như vậy ở Ba Tre. Con tối dạ lắm, học không vô. Dì Phước thở dài, phần gì dì nói con cứng cổ. Bernadette, Subiru ạ. Có cánh tay bé nhỏ giơ cao dưới lớp, dì Phước hỏi, con cũng là một Subiru nữa phải không? Thưa dì vâng, con là Maria Subiru. Dì vào dù vừa phụ trách lớp được vài tuần nên chưa quen hết mặt học sinh. Con thưa với dì, chị con thường đau yếu luôn. Bác sĩ Doju nói chị con mắc bệnh hen suyễn khá nặng. Nhiều lúc chị con không thở được. Hèn xuyễn đâu có ngăn trở người ta học hành hay đọc kinh cầu nguyện. Dì Maria Teresa vào dù cau mày, đưa mắt nhìn khắp lớp học nói. Có em nào trả lời được câu hỏi của dì? Lúc ấy cả lớp bật đứng dậy. Cha Pomian, phụ trách giáo lý của giáo sư bước vào phòng học. Ngài là một trong ba cha phó của cha Maria Dominique Peramale,
cha xứ Lộ Đức. Cha Pomian còn trẻ, đôi mắt sáng, nét mặt vui tươi, hai má hồng đỏ. Trông thấy bị cáo đang đứng thẳng trước bàn giáo viên, ngài cất tiếng hỏi, có phải vì đang khảo bài không? Thưa cha vâng, nhưng con rất bực mình về bé gái này. Em là con ông Sibiru tên là Bernadette. Không những em ngu dốt chẳng học được chi mà còn cứng cổ nữa. Bernadette lắc nhẹ cái đầu như muốn cải chính điều chi, nhưng không kịp. Cha phó Pomian đã giơ hai bàn tay to lớn ôm lấy thái dương em, quay mặt em ra cửa sổ đầy ánh sáng. Bernadette, con bao nhiêu tuổi rồi? Thưa cha, con 14 tuổi. Bernadette lễ phép trả lời, giọng cao rõ ràng. Nói cha nghe, con sinh ngày nào, năm nào? Thưa cha, con sinh năm 1844, ngày mùng 7 tháng Giêng. Ừ tốt, như vậy con đâu quá đần độn. Thế con biết trước ngày 7 tháng Giêng chúng ta kính lễ gì không? Thưa cha, con không biết. Cha Pomian cười bỏ tay ra. Thôi được, không sao con ạ. Cha sẽ nói con nghe. Trước mùng 7 là mùng 6 tháng Giêng, chúng ta mừng lễ ba vua đến kính viếng Chúa Hài Đồng ở làng Bethlehem. Các ngài từ đông phương tới mang những lễ vật quý báu dâng Chúa Hài Nhi. Con trông thấy hang đá bao giờ chưa? Hang đá Giáng sinh ở nhà thờ chúng ta ấy. Đôi mắt đèn to tướng của Bernadette trở nên linh hoạt, gương mặt đổi sang màu đỏ nhạt, em trả lời một cách thích thú. Thưa cha có, con đã xem thấy hang đá, Chúa Hài Đồng, Thánh Giuse, Mẹ Maria, máng cỏ, các chú mục đồng xinh xinh, con bò, con lừa và ba vua xanh đỏ đội triều thiên, tay cầm gậy và những lễ vật đựng trong hộp gỗ. Cha nói tiếp, đúng rồi, tốt lắm. Như vậy chúng ta đã thông qua một bài giáo lý về ba vua đến từ phương Đông. Nói xong, cha phó Pomian đưa mắt nhìn dì vào dù ngụ ý cho dì hay một phương pháp sư phạm. Đúng lúc ấy chuông nhà trường reo báo hiệu hết giờ. Đồng hồ quả lắc trên tường điểm 11 giờ trưa. Dì Maria Teresa vào dù vươn vai đứng dậy, cha Pomian bước vội ra khỏi lớp học. Nắng nhạt tháng 2 từ khung cửa sổ chiếu vào gương mặt trái xoan của dì, làm rõ nét nhằn khắc khổ mà người nữ tu này đã trải qua năm tháng. Dì nhìn lớp học nói, hôm nay bài học chẳng tiến bộ được bao nhiêu, tại con đấy Bernadette ạ. Rồi dì hạ giọng, chỉ đủ để cho cô bé khốn khổ nghe. Có đáng không con? Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe kỳ đọc truyện thứ hai của tác phẩm Tiếng Hát Lộ Đức do Linh Mục Thomas Thúy dịch thuật, nguyên tác là The Song of Bernadette và qua phần trình bày của Nguyệt Nga và Kim Hà. Chương 2. Quán cà phê mang tên bảng hiệu Pháp Quốc, tọa lạc sát quảng trường thị trấn. Nó là nơi sinh hoạt thường xuyên của các chính khách Lộ Đức. Họ đến đây để uống rượu, gặp gỡ bạn bè, thảo luận chính trị, kinh tế và các chuyện tầm phào khác. Ông Duran, chủ quán đã phải bỏ ra hàng trăm ngàn Phật lăng để trang bị cho quán, như ghế bọc vải nhung đỏ, sang nhất thành phố, mặt bàn rượu bằng đá cẩm thạch, hoa cương, lò sưởi tân thời lập ngói ấm áp, gương soi cỡ lớn choáng gần hết mặt tường, báo chí đủ loại bày sẵn trên kệ, cập nhật hàng ngày từ các tờ báo uy tín của thủ đô Paris. Tóm lại, đầy đủ tiện nghi đắt tiền, quán đông khách hai lần một ngày, vào lúc 11 giờ sáng và 4 giờ chiều,
nghĩa là lúc nghỉ trưa và tan sở. Cứ như thói quen, nhà văn Hyacinthe de la Fitte tới quán đầu tiên, ông ngồi gọn gàng trong góc quán chờ sẵn. Đồng hồ treo tường rõng rạc điểm 11 tiếng, những quan chức thị trấn lần lượt xuất hiện. Đầu tiên là bác sĩ Dozu, thầy thuốc chính thức của toàn thể người dân thị trấn. Ngày nay chúng ta gọi là giám đốc bệnh viện Lộ Đức. Nhưng lúc ấy thì ông bận rộn chạy từ con bệnh này đến con bệnh khác trong thị trấn. Tuy nhiên, không bao giờ ông bỏ lỡ ly rượu giữa giờ với bác sĩ Pirus. Bác sĩ La Crampe, bác sĩ Balance và ông chủ quán quan thuế tài chính Jean-Baptiste Astrade. Cuối cùng là thị trưởng Lộ Đức La Cadê béo tốt, ăn vận toàn màu đen. Ông lách qua các dãy bàn để đến chỗ của mình, vui tươi, nhân ái, chào hỏi từng người trong quán. Cùng đi với ông thị trưởng là công tố viên Dutu trẻ tuổi, đầy tham vọng. Ông Jacomet, ủy viên cảnh binh, một người luôn nghiêm nghị, ngoài 40 tuổi, hai bàn tay to, nặng nề, đầy lông lá, vẻ mặt dữ tợn, đe dọa thiên hạ. Ông thị trưởng chào từng người, bắt tay thân thiện, trong khi chủ tiệm theo sau, rối rít nhận mệnh lệnh và tự thân rót rượu mời. Dạ, thưa quý vị, tiện nhân xin cáo lỗi, hôm nay không có báo, bưu cục phục vụ tồi quá, báo không tới được. Thị trưởng nhìn khắp gian phòng, giọng oang oang. Yên tâm chủ quán ạ, tôi cam đoan sắp tới phục vụ bưu điện sẽ tốt hơn nhiều. Tôi đã yêu cầu cấp trên nhiều lần, họ đang dự trù lưu thông Lộ Đức Paris bằng xe lửa. Chủ quán Durang nhớ ra một châm ngôn mà ông đọc đâu đó trên báo chí. Giao thông và giáo dục là hai cột trụ của tiến bộ xã hội. Thị trưởng Lacade tán thành. Hoan hô chủ quán. Nhà văn Hyacinthe de la Fitte lập tức nhập cuộc. Tôi phản đối ý kiến đánh giá cao giáo dục và giao thông. Theo tôi, cái mà nhân loại cần để phát triển là đẻ ra một người tài ba, một nhân vật thông minh xuất chúng. Ông ta sẽ đẩy mọi vấn đề đến giải pháp tốt đẹp. Thị trưởng Lacade nhún nhường một bước. Đúng là triết lý của một thi sĩ. May mắn huyện ta có một tay gàn. Vậy thì ông ta có bổn phận giúp đỡ nhân dân điều chi đó. Viết lách trên báo chí chẳng hạn, la to lên rằng, tại sao các khách du lịch cứ lạnh nhạt đi qua Lộ Đức mà đến Carteret hay Gavani tắm? Chúng chỉ là những suối nước hạng hai nếu so với Lộ Đức. Suối của chúng tôi mới tuyệt hảo, vừa phát hiện, chảy thẳng từ các tảng đá, chất lượng hơn nhiều, chắc chắn có khả năng chữa bệnh. Người ta đã có dự án khai thác, hiện nằm trong két sắt văn phòng tỉnh của ngài bá tước Masi. Nay mai có hỏa xa, nhất định Lộ Đức sẽ thành công. Vàng và văn minh sẽ tự động tìm đường chảy về đây. Nói xong thị trường dốc cạn chén rượu vào miệng, nuốt cái ực. Hài lòng vì tài lợi khẩu của mình, mọi người uống xong rượu, lần lượt đứng lên ra về. Các bà vợ của họ đang đợi ở nhà. Trước khi Bernadette và Maria từ lớp giáo lý về tới nhà, hai đứa em trai của các cô là Jean-Maria và Justin đang đợi ăn bữa cơm trưa. Bụng chúng đói lắm rồi. Justin 6 tuổi, dang rộng cả hai tay, đưa cho mẹ xem món quà mà người nào đó vừa cho em trên đường về nhà. Đó là một băng vải nhỏ, màu đỏ, đan bằng len lông cừu. Má xem nè, người ta vừa cho con đấy. Đẹp quá phải không má? Giê-xu Maria, con năn nỉ xin người ta hả? Không, con không xin, tự dưng họ cho con đấy. Cái cô cắp một giỏ đầy những thứ vải như thế này. Có phải Antoinette, con gái ủy viên cảnh sát Jacome không? Cô ấy bảo con là đứa trẻ nghèo nhất thị trấn nên cho con đấy. Đúng là nhà ta nghèo nhất không má? Bà Louis chột dạ, không trả lời. Lôi cả hai đứa con trai ra bể, lấy cát sát lên mình chúng và chà sạch hai bàn tay dơ bẩn của chúng, vừa làm vừa nói. Không các con ạ, nhà Buhu Hot còn nghèo hơn. Đứa bé của gia đình ấy lại bị bại liệt từ lúc mới sinh ra,
chẳng bao giờ cử động được tay chân. Các con là con cái ông chủ tiệm xay lúa thuê đấy. Mai mốt có nước chảy, gia đình ta tha hồ mà giàu. Dòng họ Casteros của mẹ là quý phái, luôn được dân làng kính nể. Mọi sự sẽ đổi khác nếu bà xoay sở được nhà máy xay. Nói xong, bà Louise Ribeiro liếc nhìn vào giường chỗ chồng nằm. Ông ngửa mặt ngủ ngon lành, giấc ngủ của người công chính, suốt cuộc đời lam lũ nuôi vợ con. Mặc dù người đạo đức ít khi ngủ trưa, tuy nhiên, giống như nhiều gia đình nghèo khác, không có phòng riêng mà phải chen chúc nhau trong một gian phòng chật hẹp. Ông Sibiru đã từ lâu tập được thói quen ngủ không ngáy. Bà Louise hạ giọng nói nhỏ với các con. Bà thương hại của các con cần ít phút ngủ để hồi sức khỏe. Cả buổi sáng nay làm việc mệt nhọc để nuôi các con. Ngày mai mẹ cũng sẽ gặp thuê cho bà Millet kiếm ít tiền. Chắc là khi xong việc, bà sẽ cho bánh ngọt để mẹ mang về cho các con. Đúng lúc ấy, Bernadette và Maria bước tới cửa nhà. Có thêm Jean Abadi nữa. Abadi thông minh, học giỏi, được nhà trường thưởng luôn về môn giáo lý. Bà Louise nhét nồi cháo hành khỏi bếp, đặt xuống mặt bàn, bà mở vung, hơi cháo tỏa lan thơm ngào ngạt cả gian phòng. Mấy miếng bánh mì rán nổi lềnh bềnh trên mặt cháo, bà thở dài. Múc ăn đi các con, cả Jean Abadi nữa, có thêm người ăn chẳng sao, không thiếu đâu, chúng ta có đủ mà. Jean Abadi ngồi yên nói, thưa bà Louise, thật tình con không đói, cả nhà cứ tự nhiên dùng đi, con chỉ thích ngồi ngắm mọi người ăn mà thôi. Khi mọi người bắt đầu ăn cháo, Maria giải thích cho mẹ sự có mặt của Jean Abadi. Mẹ à, dì Vauzu sai Jean đến đây để cùng học giáo lý với chúng con. Hôm nay dì bắt Bernadette đứng trước lớp một buổi. Bà Louise đặt từng ly rượu vang đỏ trước mặt mỗi con. Bà quay qua nói với Bernadette mảnh mai. Con à, mẹ đã bàn với ba, lại gửi con đến nhà La Cadebat. Một ít lâu nữa, con đồng ý không? Bernadette sáng mắt lên trả lời, con thích lắm mẹ ạ. Vừa lúc Bernadette nói xong, ông Francois thức dậy. Ông loạn choạng vì còn ngái ngủ, đi tới lò sưởi kiếm mấy cành củi khô nếm thêm vào ngọn lửa leo lét. Đó là mấy cành khô cuối cùng còn lại. Ông cằn nhằn. Còn cái chi thế này? Sau công việc mệt nhoài, bố còn phải đi kiếm củi nữa sao? Nghe bà nói cả ba chị em la lên một trận. Tất cả chúng con sẽ đi ngay chiều nay. Bà Louise vội vã chen vào. Không được, chỉ có Maria và Jean đi mà thôi. Bernadette phải ở nhà. Con còn yếu lắm. Bernadette thất vọng. Thưa mẹ, không sao đâu, con khỏe lắm, đi được mà. Đừng vô lý, con ạ. Bác sĩ Dozu đã cấm con làm việc nặng nhọc. Chỉ có Maria và Abadi đi được mà thôi. Chúng nó mạnh khỏe. Nếu con theo đi, khi về lại lên cơn suyễn khổ lắm. Con bị nhiều lần rồi, nhớ không? Bernadette nài nẵng. Con khỏe rồi. Ở Patra, con từng làm lụng nhiều ở ngoài trời. Mưa cũng như nắng, có làm sao đâu. Con cảm thấy trong mình khỏe hẳn mẹ ạ. Nói xong, cô quay sang phía ba tiếp. Ba nhỉ, ba người mang được nhiều hơn phải không ba? Ba cho phép con cùng đi kiếm củi với hai em nhé. Có tiếng gõ cửa dồn dập, người đàn bà hàng xóm không đủ kiên nhẫn đợi chủ nhà trả lời, đã xô hai cánh cửa bước vào, bà nói hối hả như cụt hơi. Chị Louise ơi, mau sang giúp cháu. Lạy Chúa xin cứu chữa, có chuyện gì vậy chị Crossing? Đứa bé khốn khổ của em lại lên cơn co giật như ba tuần trước, em chẳng còn biết làm sao được nữa. Chị mau sang giúp em, nó chết mất. Lạy Chúa xin cứu chữa con của nó chết mất. Bình tĩnh đã nào chị Crossing. Bà Louise rơm rớm nước mắt tiếp. Tôi sẽ sang giúp ngay tức thời. Các con đi thôi chảo muộn. Bernadette tươi cười hỏi mẹ. Mẹ cho phép con đi chơi nhé. Bà Louise bước tới tủ quần áo. Được, nhưng con phải đi tấp vào. Trời lạnh choàng cả khăn vai cho ấm nhé. Khoác áo ngoài nữa. Bà Louise ân cần dặn con gái.
Áo khoác ngoài chỉ là một chiếc áo ngắn nửa lưng, bằng len, màu trắng, phía trên có cái mũ rộng để che hết đầu và vai. Nhà nghèo không có tiền mua áo dài hơn. Bernadette vật nhanh vào mình và chạy theo hai em đã ra đến cổng. Cả ba cô gái bước ra đường. Gần cái cầu gọi là cầu cũ, ba cô gái nhà quê rẽ tắt về phía dải đất rộng đầy rêu xanh. Từ trại Sa Vi dẫn tới con sông, con suối nhỏ, cạn nước, cạn đến nỗi không vận hành nổi các bánh xe chạy xưa được nữa. Anh chủ trại Anthony Nicolo, còn trẻ lợi dụng thời gian rỗi việc sửa lại các chỗ hư của bánh xe. Mẹ anh đứng trước cửa nhà nhìn ra cánh đồng thấy các cô gái đi ngang qua, bà buột miệng nói. Hẳn là hai cô con nhà Subiru, đứa thứ ba không biết con ai. Nó là con nhà Abadi tên Jean. Antoine ngưng tay trả lời mẹ. Anh đặt kìm búa xuống bên cạnh chỗ ngồi, đứng dậy nhìn ba cô bé. Anh là một thanh niên đẹp trai, cao, hiền, đôi mắt sáng, bộ rê đen, rậm rạp mà anh luôn hãnh diện về nó. Cùng lúc ba cô gái cất lời chào bà Nicolò. Chúng cháu kính chào bác. Ừ, tốt. Bố mẹ các cháu ở nhà có sức khỏe không? Cho bác gửi lời thăm hỏi nhé. Thế ra chẳng ai thèm chào con. Antoine phàn nàn. Bernadette tiến gần đến chỗ chàng thanh niên đứng, chìa tay về phía chàng như muốn thanh minh. Anh Nicolò, chúng em xin lỗi. Mấy cô công chúa đi đâu vậy? Chúng em đi kiếm củi. Maria trả lời, chúng em qua cầu được không? Miễn phí cho các cô công chúa. Antoine khoát tay cười rộng lượng. Ba cô con gái bước nhanh qua cầu, chiếc cầu làm bằng mấy tấm gỗ hẹp. Các cô vừa đi vừa lấy thăng bằng hai tay, sang tới đầu cầu bên kia, các cô dẫm qua đám rêu xanh, rồi đến đám đất hoang mọc đầy bạch thảo thấp lè tè. Đến dải đất sáng nay, ông Subiru đốt rác ô nhiễm. Phía bên trái các cô là hang Masabian, nửa sáng nửa tối dưới bóng chiều, mấy dải bay đen lang thang trên bầu trời giá lạnh. Ở chỗ này con suối không rộng hơn vài bước. Bỗng Maria chỉ tay về phía sườn núi trước mặt. Trên kia nhiều củi khô quá, chúng em sẽ lên đấy lượm. Chị Bernadette đợi chúng em ở đây nhé, không cần chị đâu. Liền sau đó, Maria và Jean Abadi tháo vội đôi giày gỗ, lội băng qua con suối lạnh buốt, Jean suýt xoa, buốt như dao cắt. Cả hai bước sang bờ bên kia và thoăn thoắt qua bìa rừng, rải rác các phiến đá vôi khổng lồ. Họ hối hả lượm những cành khô nằm ngổn ngang mọi nơi. Mặc dù hai em vẫn ở trong tầm nhìn, nhưng Bernadette cảm thấy cô đơn ghê gớm. Muốn lội sang với các em, nhưng không dám trái ý hai em. Trái với lệ thường, mỗi khi được ở một mình, Bernadette thường cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Cô gái đưa mắt quan sát chung quanh. Xa xa đằng kia là các ngọn sóng lăn tăn của con suối gần cạn Sa Vi đổ vào sông Gave. Sông Gave giận dữ chảy ào ào qua các mỏm đá, cuộn lên những bọt sóng bạc đầu. Hang Masabian tràn ngập ánh nắng nhạt của buổi chiều đông lạnh giá. Mặt trời vàng nhạt sắp lặn xuống sau các dãy núi. Chỉ có một chỗ đen ngòm là miệng cái hang, ăn sâu vào vách đá. Vài dây hoa hồng dại quấn quanh miệng hang, nó mọc ra từ bụi gai sơ xác phía dưới chân hang, nằm im lìm bất động. Bernadette cố gắng lắng nghe, nhưng chẳng có tiếng động nào khác ngoài tiếng ríu rít của hai đứa con gái trên sườn đồi gọi nhau và tiếng ào ào nước chảy của con sông Gave. Thầy kệ, chúng đó chẳng cần đến mình. Bernadette nghĩ thầm trong bụng, lòng không chút hờn dỗi hay đắng cay. Tuy nhiên ý thức bổn phận trỗi dậy trong linh hồn, khiến cô chút đôi giày gỗ ra khỏi chân và ngồi xuống một tảng đá. Hai tay chậm rãi gỡ đôi bí tất bằng len trắng ra khỏi đôi chân. Chiếc bí tất chưa tới mắt cá, thì tự dưng Bernadette linh cảm một sự thay đổi khác thường. Cô đưa mắt sáng của tuổi thơ quay ngó khắp bốn hướng. Mọi sự vẫn im lặng như cũ, chẳng có dấu chi khác lạ, chỉ những đám mây đổi màu xám xịt.
hiện tượng thông thường của chiều mùa đông. Mấy đám mây đen di chuyển chậm chạp. Bỗng nhiên Bernadette nghe như cung điệu sông Cave đổi giọng. Nó không còn là tiếng của dòng nước chảy nữa, mà là tiếng của một con đường nhộn nhịp, hay là tiếng của một phiên chợ đông người vọng từ Tabe tới. Hàng trăm xe ngựa, xe kéo, xe buýt, xe hạng sang cùng chạy đua trên mặt đường lộc cộc. Tiếng ngựa hí, tiếng bánh xe lăn, tiếng vó ngựa đập xuống mặt đường lộ, tiếng la hét, tiếng roi quất phun vút hòa lẫn với nhau cùng một lúc, nghe giống như một cuộc tháo chạy thác loạn khủng khiếp, đổ ngược dòng sông về phía Bernadette ngồi. Tưởng chừng như chỉ trong khoảnh khắc, nó sẽ ập lên người nàng. Từ trong những tiếng ồn ào gầm thét ấy, cô nghe như có giọng đàn bà kêu la, trốn đi, chạy trốn đi khi còn có thể. Bernadette nghiến chặt hai hàm răng suy nghĩ, hình như trước đây cô đã có kinh nghiệm tương tự như vậy rồi. Nhưng khi nào và ở đâu? Có lẽ là trong một giấc mơ. Bỗng dưng mọi sự đều im bặt, cảnh vật như chưa hề thay đổi bao giờ, vẫn cây cối, dòng sông như cũ. Tiếng ồn ào la hét không còn nữa, nước vẫn cuồn cuộn chảy bình thường, phẳng lặng. Bất giác Bernadette đưa mắt nhìn khắp nơi xem có chi khác lạ. Đôi mắt cô gái dừng lại trên cửa hàng Massabian, cụm hoa hồng dại tại sao vặn mình nằm rạp xuống. Hình như có một cơn gió mạnh vừa thổi qua, nhưng bầu trời vẫn im phăng phắc. Bernadette đưa mắt nhìn lên dặm cây phi lao trên cao để tìm xem gió thổi từ hướng nào. Nhưng chẳng thấy động tĩnh chi cả. Tất tàn lá cây phi lao không hề lay động. Làm chi có gió trời? Cô tư lự và quay mặt về phía cửa hang. Các dây hồng dại bây giờ bất động, nằm ngay ngắn như cũ. Bernadette nhắm mắt rồi mở ra, lặp đi nhắc lại tới 10 lần. Nhưng điều cô trông thấy vẫn y nguyên như cũ. Ánh sáng mặt trời vẫn xám xịt của chiều mùa đông. Chỉ trong hốc đá nhọn Massabian mới rực rỡ như thể bao nhiêu lực ánh sáng đọng vào đấy cả. Một phụ nữ còn trẻ lắm, chừng hơn Bernadette vài tuổi, nhỏ bé và mong manh như sương khói, đứng giữa bầu ánh sáng. Bà như từ thế giới huyền bí bên kia tới, nhưng coi rất thật như con người bằng xương thịt vậy, không phải mờ ảo như ma quái, cũng không phải trong giấc mơ ban ngày. Bà đứng ngay ngắn, đầu không chạm đỉnh hang, hai bên không chạm đá tường. Bà vận một chiếc áo dài trắng mút như bằng tuyết, lóng lánh như các cô dâu con nhà sang trọng. Chiếc khăn dài trùm từ đỉnh đầu xuống tận mắt cá chân, coi chiều diễm, nhưng tóc không trải theo thời trang, nghĩa là quăn tít nhờ cướp pe nhựa hơi nóng rồi giữ lại bằng cái lực đồi mồi như các mệnh phụ thời ấy thường trải. Ngược lại, các lọn tóc của bà quăn tự nhiên, màu nâu nhạt, lộ ra ngoài một chút ít xếp nếp khăn. Ngang lưng, ngay dưới ngực, bà vận một tấm khăn thắt lưng màu xanh da trời. Ngay cả cô Pierret, chuyên may cho các gia đình giàu có ở Lộ Đức, cũng không biết được chất liệu của tấm áo bà mặc. Khi nó óng ánh như satin, khi lại đổ màu sẫm như gấm nhung. Điều làm cô gái Lộ Đức bỡ ngỡ hơn là đôi chân để trần của bà trắng như thạch cao, lơ lửng trên mặt đất mãi mà không chạm xuống bụi hồng. Hình như đôi chân ấy chưa bao giờ cất bước hay dạo chơi. Các ngón chân thon dài, trên mu bàn chân gắn bông hồng bằng vàng. Bernadette rùng mình khiếp kinh, rồi nỗi sợ hãi kéo dài man mác. Tuy nhiên, nỗi khiếp sợ không làm cho người ta chạy trốn. Nó mới mẻ đến mức cô gái quê mùa cảm thấy như mình chưa hề kinh nghiệm, mặc dầu cô ta từng trải qua nhiều nỗi kinh hãi trong đời. Nó giống như một lực hấp dẫn. Nhẹ nhàng áp đặt lên ngực, lên trán, lên trái tim rồi lan tỏa khắp thân thể ngọt ngào, ấm áp như an ủi số phận không may. Tuy suốt đời cô gái nghèo khổ này phải chịu đựng đói rét, chui rúc trong căn phòng tồi tàn ca chốt với năm mạng người khác, từng đêm phải vật lộn với cơn hen để thở và xem ra tình trạng là vĩnh viễn, nhưng cô gái nhỏ chưa hề ý thức được nỗi khổ của mình và gia đình. Cô vẫn hồn nhiên sống như bao nhiêu người hàng xóm láng giềng khác. Giờ đây, cô
cô được một niềm an ủi không rõ tên tuổi bao bọc, được cảm thấy tình thương chiều mến hài hà của bà. Sự có mặt của bà trước cửa hang tưởng chừng như một món quà quý báu. Cô bé lấy hết sức bình sinh, nhìn vào dung mạo bà khách. Bà đẹp tuyệt vời với đôi mắt xinh tươi, hiền hậu, bà còn rất trẻ, chỉ độ 15-16 tuổi. Nước da mịn màng in dấu vết mùa đông tháng 2 lạnh giá, đôi môi hé mở nhẹ nhẹ, dịu dàng. Trông bà rất thật đến nỗi Bernadette nghĩ là một người trần chứ không hề nghĩ là một người khách lạ từ trời xuất hiện. Cô gái quê mùa ngây ngất, ngắm nhìn như xem một bức tranh đẹp, chẳng còn để ý đến sự việc diễn ra xung quanh. Vẻ đẹp lộng lẫy của bà hoàn hảo đến độ nó thu hút trọn vẹn tâm hồn cô. Bỗng dưng, cô gái nhận ra mình vô lễ trước người khách. Cô đang ngồi trong khi bà khách đứng. Bernadette ngượng nghịu đứng dậy. Bà hài lòng mỉm cười duyên dáng. Cô gái bé bỏng cúi đầu chào, như thói quen khi gặp dì giáo viên hay cha phô miang ngoài đường phố. Bà đẹp gật đầu đáp lại, tỏ vẻ thân thiện. Bà gật đầu vài lần nữa, trong lúc nụ cười trên môi mỗi lúc rạng rỡ hơn. Giữa hai nhân vật, một ban ơn, một nhận ơn, có dòng chảy tình cảm thắm thiết trào dâng. Nó nhẹ nhàng rung động trái tim, như tràn đầy êm ái và mừng vui. Cô bé bất giác quỳ xuống nền đất sỏi vụn, đôi mắt vẫn cắm chặt vào bà lạ trên miệng hang. Bà dang rộng hai cánh tay, tiến tới một bước nhỏ, như ao ước ôm Bernadette vào lòng. Bernadette không có ý nghĩ gì về chuyển động cả. Cô quỳ im lặng ngắm nhìn chăm chú vào bà khách quý phái trước mặt. Bỗng dưng, trong đầu óc cô nảy ra câu hỏi. Bà từ đâu tới? Bà tên gì? Tại sao bà lại chọn cửa hang Massapian gớm ghiếc làm nơi xuất hiện? Bernadette hoàn toàn bị cuốn hút bởi nhan sắc rực rỡ của bà, nên muốn chắc chắn về bản chất của bà. Nàng giơ tay làm dấu thánh giá, như thói quen mỗi khi gặp một biến cố khác thường. Tuy nhiên, cô gặp khó khăn bất ngờ khi muốn giơ tay lên. Nó không theo mệnh lệnh của cô nữa, mà treo lủng lẳng nặng nề bên mình, giống như một ngoại vật bằng chỉ đeo vào bên thân. Cô không thể sai khiến được nó, dù chỉ một ngón tay. Bà lạ đứng trên cửa hang, chậm rãi đưa tay phải lên trán và vẽ một dấu thánh giá lớn. Dấu thánh giá bà làm giống như một hào quang, sáng ngời, đẹp đẽ. Bernadette chưa hề được xem thấy ai làm như vậy bao giờ. Dấu thánh giá bao trùm thân mình bà, dư ảnh của nó còn bập bềnh mãi trong không khí, linh thiêng và thánh thiện. Bây giờ, Bernadette cảm nhận như một sức mạnh nào đó hướng dẫn tay cô, kiểu như thầy giáo, cầm tay tập viết cho học trò, làm dấu chữ thập trên thân mình, cương quyết và sốt sắng. Bà lạ đứng trên cửa hang, mỉm cười hài lòng, giống như vừa thực hiện xong một công việc quan trọng và to lớn lắm lắm. Thời gian đọng lại, không trôi qua nữa, đầy thương mến và ngây ngất. Bernadette muốn nói lên vài lời tôn kính dịu dàng, nhưng không dám cất lời trước bà lạ. Cô gái rút cổ chẳng hạt quen thuộc khỏi túi áo, đưa lên cao cho bà lạ thôi. Bà lạ thích thú vô cùng, nhìn cô gái âu yếm. Lập tức trên tay bà xuất hiện một chàng chuỗi sáng láng như toàn bằng ngọc trai. Bên dưới là một cây thánh giá bằng vàng ngời ngợi, không biết từ đâu tới. Bernadette cất giọng đọc kinh mân côi. Cô nghe tiếng mình lạ hẳn. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Cô gái quê chăm chú nhìn bà lạ xem có đọc kinh với mình không. Tuy nhiên môi bà không động đậy, xem ra bà chỉ đứng giám sát những lời thì thầm của cô bé với lòng trìu mến thiết tha. Sau mỗi kinh kính mừng, bà cũng để rơi một hạt ngọc, nhưng đợi cho Bernadette truyền hạt của mình trước đã. Khi tới kinh sáng danh, môi bà mới mấp máy trong yên lặng,
Nhi cùng đọc chung với cô gái đạo đức. Chỉ khi nào Bernadette lần hạt chậm rãi đến vậy, hình như Kinh Văn Côi có sức mạnh giữ bà lại đứng lại trên miệng hang. Phần khác, Bernadette e ngại người cô yêu mến hết lòng phải đứng lâu trong cái hang gớm ghiếc mà dân làng thường hay khiếp sợ. Bà sẽ mệt mỏi trong giá lạnh. Nhưng khi chính mừng thứ 30 vừa dứt, nỗi e sợ đã biến mất. Chính bản thân cô gái cũng không cảm thấy đau đớn quỳ gối trần trên sỏi đá, và cũng không nhận ra cái lạnh cắt da, cắt thịt của bầu không khí giữa mùa đông. Sự êm đềm ấm áp, phước lộc bao trùm cả thân thể cô. Khoảng 20 phút sau, Jean Abadi và Maria trở lại điểm xuất phát. Con suối vẫn êm ả chảy róc rách. Họ vui mừng vì lượm được khá nhiều củi, những cành khô từ sườn núi và rõ ràng họ không thể mang hết về nhà. Tuy nhiên họ vẫn không nghĩ tới Bernadette. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe kỳ đọc truyện thứ 3 với tác phẩm Tiếng Hát Lộ Đức. Nguyên tác là The Song of Bernadette do Linh Mục Thomas Thúy Dòng Đa Minh dịch thuật và qua phần trình bày của Nguyệt Nga và Kim Hà. Khi gần đến suối, Maria phát hiện chị mình quỳ trên đám sỏi vụn, dáng điệu kỳ lạ, tay phải cầm chàng hạt, chiếc bít tất trắng nằm trơ vơ trên mặt đất bên cạnh, nét mặt nhợt nhạt như người đã chết, đôi môi trắng bệch không còn chút máu, toàn thân bất động, hai mắt cắm thẳng về phía cửa hang. Trên bộ mặt đọng lại nét cười huyền bí, kín đáo, đầy hạnh phúc, coi giống hệt người hàng xóm qua đời mấy bữa trước. Maria hốt hoảng sợ hãi, nàng hét thất thanh. Chị Bernadette! Không thấy chị trả lời, nàng bật lên khóc. Giêsu Maria, lạy Chúa, có lẽ chị tôi đã chết rồi. Jean Abadi chen vào, nếu Bernadette giả vờ nhét chúng ta, tao có cách đánh thức nó dậy. Nói xong, Jean cúi xuống nhặt một viên sỏi ném thẳng vào người Bernadette. Viên đá trúng ngay giữa ngực. Bernadette ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn chung quanh. Màu hồng đỏ dần dần trở lại da mặt nàng, trước hết là đôi má, rồi đến hai tai, môi miệng. Cô gái nhỏ hít vào một hơi dài rồi hỏi tự nhiên. Cái gì vậy? Từ lúc viên đá trúng ngực cho đến khi cất được tiếng nói cái gì vậy, thời gian chỉ là khoảng khắc. Nhưng Bernadette đã đi quãng đường dài tâm lý, không thể đo lường bằng bất cứ phương pháp nào, không gian hay thời gian. Cô đã trải qua từ cõi vô hình đời đời, trở lại dương gian. Khi viên đá chạm ngực, thì bà lạ biến mất, không còn có mặt tại cửa hang nữa. Cô gái không biết bà bước đi bằng cách nào. Bà lừa cô vào giây phút đãng trí, rồi bước đi hay tan dần ra không khí. Vì tinh tế, bà đã lợi dụng biến cố viên đá để chia tay khéo, kẻo cô gái quá buồn rầu vì cuộc từ giã đầy luyến tiếc. Bây giờ thì cô phải trả giá cho cuộc chia ly đó, ngơ ngác, sợ hãi, nuối tiếc, không hiểu biến cố này xảy ra. Cô gái của quạng trở về thực tế. Đây có phải là tảng đá cô vừa ngồi, quen thuộc và vững chắc? Đây là tay phải, tay trái, hai chân tôi không? Cô gái dò dẫm khó nhọc trở về hiện tại. Cuối cùng cô mới bật lên được tiếng. Cái gì vậy? Maria gắt gỏng với chị. Trời đất, chị làm em hết hồn. Trong lòng Bernadette cảm nhận tình thương của em gái, cô nói to. Chị sẽ sang bên ấy với các em. Rồi cô cởi nốt chiếc thắt bên chân trái, cầm đôi giày gỗ lên tay và lội băng qua con suối. Nước mùa đông lạnh buốt. Từ lúc xem thấy bà lạ, Bernadette hình như mạnh bạo, can đảm hơn. Cô cũng cảm thấy mình như lớn hơn,
khỏe khoắn hơn. Đến giữa dòng, nước sâu ngập đầu gối, cô dừng lại nói, nước ấm như nước rửa chén bát, mà các em kêu lạnh buốt, đúng là các em lừa dối chị. Maria giận dữ nói, cái đầu chị làm sao rồi đấy, đôi chân chúng em hãy còn lạnh tóng đây này, vì thứ nước rửa bát của chị. Ở các xứ lạnh, người ta đun nước nóng để tắm hay rửa bát đĩa. Bernadette qua suối, nhập bọn với các em, đống củi kiếm được chia làm ba bó nhỏ. Tuy nhiên, củi đủ cỡ to nhỏ và đầy gai góc, bó được gọn gàng không phải là dễ. Bernadette làm rất nhanh tay và xem ra có khả năng và thành thạo nhất trong nhóm. Lúc gần xong, cô đột nhiên hỏi hai em, các em có gặp thấy ai không? Maria và Jean Abadi lạ lùng nhìn chị, trong bụng thắc mắc về câu hỏi. Hình như Bernadette đã thay đổi nhiều, già dặn hơn, khỏe khoắn, cương quyết hơn bình thường. Maria hỏi lại chị, sao chị xem thấy gì à? Jean Abadi dương to hai mắt, hau háu đợi câu trả lời. Không, chị chẳng trông thấy chi cả. Bernadette trả lời các em cộc lốc, rồi nhanh nhẹn xỏ bít tất vào chân, dẫm lên đôi giày gỗ, đội bó củi lớn nhất lên đầu kiểu như các bà nhà quê quen làm. Hai cô gái khác cố gắng lắm mới nhấc nổi bó củi của mình lên vai. Bernadette dứt khoát nói với hai em, chúng ta về lối tắt ngang qua ngọn núi. Nói xong cô cất bước đi từng sải dài trên mặt đá sỏi vụn. Jean và Maria lẽo đẽo theo sau ở một quãng xa. Lối đi rất nhỏ và dốc. Những tảng đá không rêu trơn trượt vì nước mưa đêm qua, nhất là dải đất xuống núi trước mặt rất nguy hiểm, dễ trượt chân như chơi nếu không bước đi cẩn thận. Maria thở hổn hển. Lạy Chúa, em chẳng theo được chị nữa đâu. Bernadette đặt bó củi xuống đất, chạy ngược lại chỗ em gái. Không nói một lời, nàng đỡ lấy bó củi trên vai em, chạy lên dốc núi. Tới đỉnh, cô bước nhanh hơn, Maria thấy nguy hiểm la to lên. Đồ quỷ, sao chị chạy nhanh như vậy, chị điên à? Chị không biết rằng về lại nhà thở không được à? Bernadette không trả lời, lòng cô đang ngổn ngang vì những biến cố vừa xảy ra ở hang Passabian. Nói hay không nói về bà lạ cho các em nghe, nếu nói ra hậu quả sẽ thế nào? Chúng nó có tin không? Cô gái nén lòng tự nhủ, thôi thì ta chẳng nói ra. Jean Abadi nghe thấy Bernadette thở dài hỏi, chị nói thầm điều chi vậy Bernadette? Bernadette dừng lại nói nhỏ, chị có chuyện này muốn kể cho các em nghe, nhưng nghe xong phải giữ bí mật, không được mách với ai. Mẹ mà nghe được thì bà đánh tao chết. Thề đi Maria. Em xin thề, chị biết đấy, em luôn giữ bí mật cho chị mà. Tao hứa chứ không thề, Jean Abadi nói, thề những điều lặt vặt có tội trọng đấy. Nào nói đi, chuyện gì xảy ra ở hang Massabian? Bernadette hít vào một hơi dài, giọng nói run run vì vui mừng và hồi hộp. Chị trông thấy một bà khách lạ đứng ở cửa hang, vận toàn đôi trắng, thắt lưng xanh ra trời, mỗi bàn chân có một bông hoa hồng bằng vàng. Maria nổi giận khi nghe chị kể. Nàng ném bó củi xuống mặt đất. Em biết mà, chị dọa em trong rừng vắng, nhưng chị chẳng thể làm cho em khiếp sợ với cái bóng ma ngu ngốc của chị vận toàn áo trắng. Chị muốn làm dấu thánh giá, Bernadette kể tiếp, nhưng không làm được. Tay phải chị giã rời như khúc gỗ treo bên mình. Sau đó chị làm được theo mẫu của bà ta. Đột nhiên Bernadette ngừng kể, nằm lăn ra mặt đất. Chị mệt lắm rồi, nghỉ chút đã. Hai cô gái khác cũng ném bó củi xuống đất và ngồi bên cạnh Bernadette. Họ ngạc nhiên nhìn nét mặt trắng bệch và vô cảm của Bernadette. Một lát sau, Bernadette buột miệng nói vội. Giữ lấy chị, mau giữ lấy chị muốn trở lại hang Massabian. Jean Abadi nháy mắt chế nhạo. Hay mày tin rằng bà khách còn ở đó đợi mày? Bernadette thản nhiên trả lời. Vì tao biết bà đang đợi tao ở đó.
Hôm ấy, bà Louise Subiru trải qua một ngày vất vả. Bà ở nhà người láng giềng Crossin Buhuhart hàng giờ để chữa bệnh cho đứa trẻ bị co giật. Chuyện tuy là cũ, nhưng không sao rời đứa bé được. Nó thường xuyên lên cơn co giật đau đớn. Đứa bé lên 2 tuổi, con trai của gia đình Buhuhart. Mắc bệnh từ hồi mới sinh, chân chỉ to bằng ngón tay cái người lớn, dị dạng khủng khiếp. Và cứ 2 tuần lại lên dài uốn ván một lần. Nó vặn vẹo đau đớn đến chết được. Hầu hết các chị em nhà Castoros đều giỏi về chữa bệnh, nhất là bà Louise khôn khéo, bà soi dầu nóng khắp thân thể đứa bé, gói nó vào chiếc khăn ấm to tướng, cho uống thuốc lá cây, và ôm chặt nó trong vòng tay thô kệch, nhảy lên nhảy xuống hàng giờ, lay lắc đứa bé cho đến đổ mồ hôi, thân thể đứa bé cứng nhất, cuối cùng máu chạy đều và cơn co giật uốn ván dịu dần. Bà trả lại đứa trẻ cho mẹ nó rồi trở về nhà. Tới được nhà thì sức lực đã kiệt quệ. Bà vật mình ngồi xuống chiếc ghế gỗ, ngả lưng vào tấm ván dựa. Nhưng lại đứng dậy ngay, choàng lại khăn vai. Bởi nhớ lại bà chủ Millet thường hay hủy bỏ ngày giặt giũ. Bà ta năng đi Argeles thăm gia đình Latapi. Đứa con đỡ đầu yêu dấu của bà thuộc gia đình đó. Nó mới chết được vài tháng nay. Bà ta thương tiếc nó không nguôi. Bởi nó là đứa bé ngoan ngoãn vừa ý bà. Khi còn sống, bà chiều chuộng nó như mẹ con ruột thịt, và nó cũng là niềm vui, niềm an ủi duy nhất của bà. Phần bà Louise, mỗi lần bà Millet hủy bỏ ngày giặt, lại mất 30 xu tiền công, bữa ăn trưa, chén trà chiều ấm áp và gói thức ăn dư mang về cho mấy đứa trẻ. Bà Subiru bấm bụng hôm nay là điểm xấu, mọi sự sẽ đi chật đường và không theo ý muốn. Có lẽ ngày giặt vào thứ sáu cũng bị hoãn lại. Bà giật mạnh cánh cửa nhà tù cũ cà chốt. Ông chủ nhà Saju đang ngồi ở bậc thang cuối cùng hút tẩu. Bà Saju quyết định không để chồng làm dơ bẩn bộ salon của mình. Khác với gia đình Subiru nghèo khó, gia đình Saju khá giả hơn, làm chủ 3 căn phòng rộng rãi và 1 phòng khách để salon, bàn ghế, tiện nghi. Bà Louise hớn hở nói, ông Andrea, coi nhà dùng một lát, tôi chạy sang nhà bà Mille. Ông Andre Saju bể hoài, uốn cong ngón tay trái, tỏ dấu đồng ý. Bổn phận của người thợ xây là yên lặng, nhưng đối với gia đình Subiru, sự yên lặng của ông Saju mang dấu hiệu hoàn toàn khác. Họ có liên hệ máu mủ với nhau, nhưng sự thất bại trong cuộc sống khiến họ canh chừng nhau như canh chừng bệnh truyền nhiễm. Họ đối xử với nhau theo bổn phận bác ái đạo dạy, nhưng vẫn phải cảnh giác trộm cắp. Gia đình Mille là một dòng họ gây ấn tượng nhất lộ đức. Đức cha Bertrand Servelle, Laurence, giám mục Tape, mỗi khi đến lộ đức, thường cư ngụ tại ngôi nhà này. Bà Mille quá chồng từ lâu, nhưng bà vẫn ở vậy, dù không có con. Bà là một tín hữu đạo đức nhiệt thành, hội viên tích cực của công giáo tiến hành địa phận Tape. Tuy nhiên, đối với đức cha Laurence, thì sự tò mò của bà chủ nhà về đời sau rất bình dân. Nó là một giáo lý phổ thông nông cạn, mang màu sắc dị đoan. Bà có nỗi ám ảnh sâu đậm khi đứa cháu gái cũng là con thiêng liêng của bà qua đời. Đằng khác, khá nhiều đoàn thể trong hạt lộ đức được nhờ lòng tốt của người đàn bà này trợ giúp. Thầy Philippe, người giúp việc cho bà Mille, ra mở cửa cho bà Louise Subiru vào. Thầy nói với cường điệu của bậc giáo sĩ. Chào chị Louise, chúng tôi hoãn giặt đến tuần tới, từ khi Alice tốt lành qua đời. Hàng ngày chúng tôi sang Argeles đi lễ cầu nguyện cho linh hồn thánh thiện ấy. Chúng tôi sẽ gọi bà chị đúng lúc. Bà Louise tỏ bày lòng chia buồn cùng thầy Philippe. Trong lòng không khỏi sợ hãi vì mất một buổi giặt, gia đình thiếu hụt 30 xu lương thực. Trên đường về nhà, bà ghé mua chút ít thịt heo muối, một bánh xà phòng, nửa ký bột mì ở tiệm La Case, mà không phải tiêu tốn 12 xu trong túi áo. Ông chủ tiệm nhất quyết không lấy tiền.
vừa đến cổng Cacho là đã nghe tiếng giận dữ của ông Saju. Cô nói này, tôi thiết tưởng bổn phận của mấy bà mẹ là coi xem các nhóc nhà mình có quấy phá hàng xóm không. Xin ghé mắt nhìn hai quý tử nhà cô. Justin nói to, con rượt mèo của ông ấy chứ. Rằng Marie bào chữa. Con chỉ kéo Justin ra khỏi đống phân nhà ông. Không nói một lời, bà Subiru nghiến răng lôi cả hai quý tử về nhà, mình dính đầy bùn nhơ, lột hết quần áo, đổ nước nóng vào chậu giặt, lấy cát trà sát khắp mình chúng, rồi dội nước cho sạch. Hai đứa trẻ thấy mình trần truồng, nhe răng cười với nhau. Chúng khám phá ra trò chơi mới, mặc dù gió lạnh, chúng đuổi bắt nhau hí hửng. Vừa lúc, ông François Subiru bước về nhà, ông vội vàng la lên. Xin dị lấy phẩm giá Casterot của bà, đừng bày trò khốn khổ như vậy nữa. Tuy tôi chỉ là Subiru bình dân, nhưng hãy tin cậy vào tôi. Hôm nay tôi đã gặp Maison Gross và Cazenave, sẽ có hy vọng. Bà Louise nói mỉa, thế ông có tạt ngang qua quán rượu Babu không đấy? Ông François tiến lại sau vợ, phàn nàn. Có lẽ tôi ốm rồi, lại Chúa xin cho con chết để đỡ khổ. Bà Louise với chiếc khăn lông to vừa lau cho hai đứa bé, sau đó giặt và phơi lên dây căng từ lò sưởi cho đến cửa sổ. Mặc dù bị thử thách nhiều, bà vẫn là người vợ đảm đang, người mẹ hiền lành. Nếu như chồng uống vài ly rượu ở tiệm Babu thì cũng không can gì. Đã nhiều ngày ông chưa được ăn bữa ăn nào ra hồn. Bà nói tiếp, bố nó ạ, lên giường nằm nghỉ là hơn. Bà cảm nhận ngay rằng chồng cần chút can đảm để đối phó với hoàn cảnh khó khăn hiện thời. Bà tiếp tục nói, tuy thứ sáu này nghỉ giặt ở nhà bà Mille, nhưng chắc sẽ có tin vui. Bà Louise kéo mền đắp cho chồng, vuốt thẳng các góc mền cho chồng ngủ an toàn, rồi ném thanh củi chót vào lò sưởi. Đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Hai con Ranh và Jean bây giờ đang ở đâu? Bà Louise tự hỏi. Cuối cùng, Bernadette và Maria cũng về tới nhà. Mấy bó củi lớn làm bà dịu lại. Bà sai hai đứa trẻ gọt vỏ khoai tây và củ cải. Anh khi làm, thỉnh thoảng Bernadette liếc sang em soi mói. Cô cứ nơm nớp lo sợ em nói ra điều bí mật. Cô em cứ cúi đầu làm việc, mắt nhìn xuống đôi tay đang thon thót gọt vỏ khoai, miệng mím chặt đôi môi. Có lẽ cô thông cảm ý nghĩ của chị. Xong việc, bà Louise gọi to hai con gái. Đến cửa sổ mẹ chải tóc cho Maria trước. Bà muốn lợi dụng những tia nắng cuối cùng của ngày hôm ấy chải tóc cho hai cô con gái cưng. Bà luôn luôn ăn ở gọn gàng. Đó là nét quý phái duy nhất của dòng họ Castarot. Còn lại nơi bà, các nét khác vì lâm lũ đã phai nhạt hết rồi. Maria quỳ trên chiếc ghế đầu để mẹ chải tóc. Bernadette đi kiếm hai thằng nhóc trần truồng đuổi nhau ngoài hành lang. Maria buột miệng nói. Con muốn nói điều này về Bernadette cho mẹ nghe. Bà Louise hỏi vội, cái gì về Bernadette? Maria nói tiếp. Mẹ à, chị Bernadette xem thấy một bà lạ ở hang Masabian. Bà còn trẻ lắm, vận toàn đồ trắng, thắt lưng xanh ra trời, chân trần có bông hồng bằng vàng. Con bé này mày nhảm nhí chi vậy? Vừa lúc ấy Bernadette bước vào nhà với hai đứa bé. Bà Subiru quay ngang mặt về phía cô chị giận dữ. Thế con trông thấy cái chi ở hàng Masabian gớm ghiếc? Bernadette nhìn em gái lên tiếng. Em phản chị rồi, tại sao em nói cho mẹ biết? Tuy nhiên giọng cô đầy nhẹ nhõm, chạy vội đến bên mẹ, hai tay dang rộng hướng về mẹ như một ngọn lửa ấm áp, trái tim hoan hỉ vì được nói ra điều ấm ức trong lòng cho mẹ nghe. Vâng, đúng mẹ ạ. Chiều nay con trông thấy một bà rất đẹp ở hang Masabian. Những lời thổ lộ đáng lý làm bà Louise tò mò thì lại như chén đắng đổ đầy tràn trong lòng bà. Sau một ngày lầm than vất vả, kiếm miếng ăn bà lại phải nghe con gái nói chuyện ngu xuẩn. Các con chỉ giả bộ trông thấy bà đẹp, trong khi mẹ cực nhọc lao động đến lột cả da tay.
ôi lại Đức Mẹ, đứa thì rơi vào đống phân, đứa không thuộc kinh, sao con khổ thế này, bây giờ lại còn chuyện bà đẹp hiện ra. Thế thì mẹ phải cho chúng mày một trận để hết cực lòng. Tiếng bà Louis Subiru hét lớn làm cho gia đình Saju trên lầu giật mình. Lắng tai nghe, bà Louis vồ lấy cây gậy gỗ dùng để đập mền giường. Cái quất thứ nhất chúng ngang lưng Bernadette. Maria chui xuống gầm giường tránh cơn giận của mẹ. Nhưng không được, cô phải nhoài người ra nhận cái thứ hai. Hai đứa bé khóc cũng không thoát khỏi cơn giận của mẹ. Tuy chúng rất xứng đáng, Maria xoa lưng khóc rống lên. Mẹ đánh em tại vì chị đó. Ông Subiru thức giấc, mở to hai mắt, đứng dậy thẳng, nói. Tao nghe thấy hết cả rồi. Ông nắm lấy cổ áo con gái lớn, nhìn thẳng vào mắt. Coi này, bà xem, chúng ta là gia đình lương thiện, mọi người nể nang. Bây giờ, mày tính giở trò lường gạt, ngu ngốc, kiêu ngạo, làm ra vẻ quan trọng. Nếu muốn dối trá thiên hạ, bày đặt chuyện thần tiên, thì hãy xéo ra khỏi nhà này. Nhập bọn với lũ xiếc ở chợ phiên, đi với đám vô lại Tây Ban Nha, lang thang đây đó, đến đấy với chúng, tha hồ mà lường gạt. Nói xong, ông ngồi xuống cạnh giường thở hổn hển. Bernadette ngây dại nhìn cha, hai tay khoanh trước ngực, lễ phép. Thưa ba, đúng thật mà, con trông thấy bà lạ lắm, con không dám lừa gạt ba mẹ. Ông Francois ngượng nghịu vì quá lời. Sau cảnh lộn xộn, gia đình Subiru được hưởng vài ân huệ, chúng báo hiệu những may mắn cho tương lai. Trước hết, bà cô Saju nghe tiếng hét xé tai của Louis, thì sinh ra sợ hãi. Bà nghĩ bụng nếu Louis giận dữ đến độ điên khủng như vậy, ắt hẳn gia đình đang lâm vào cơn túng quẫn lớn. Bà Saju vốn biết lo xa, tích trữ được một số lương thực, thực phẩm khá dồi dào. Bà lại có tính nết thương người, bà đắn đo chạy đến chiếc vại đựng bơ, phô mai, móc ra một ít, cắt một khoanh thịt heo muối mặn. Lòng bà vui mừng thắng được tính hạ tiện, bà thêm luôn 6 khúc xúc xích miền quê, đặt tất cả vào cái đĩa to, đem xuống cho gia đình Subiru. Vừa trông thấy chị Saju đứng ở ngưỡng cửa, tay bê đĩa thức ăn, bà Louis giật mình sửng sốt. Buông tay làm rơi chiếc muỗng gỗ xuống sàn. Bà đang nấu nồi cháo lỏng. Kìa chị Saju, đúng là Đức Mẹ dẫn chị tới đây. Suốt ngày hôm nay em cầu xin Đức Mẹ giúp đỡ gia đình em. Lộn xộn quá. Cảm ơn anh chị đã thương chúng em và các cháu. Rồi lại món quà khác đến. Món quà này là 2 tá trứng do gia đình Buho Hot biếu. Số là Crossin. Có người bà con ở miền quê lên thăm, nhớ ơn bà Louis chữa con mình, bà lập tức mang sang ca chốt để biếu đền ơn. Chị lại cứu sống đứa bé nhà em, chẳng có chi để trả ơn chị, xin chị nhận cho em số trứng này. Nói xong, bà Crossin đặt sổ trứng xuống đất, biến mất không đợi chủ nhà cảm ơn. Bà Louis nhận số trứng và đếm, vừa đúng 2 tá trứng tươi. Có thể tráng kẹp thịt muối, ngon tuyệt. Bà rơm rớm nước mắt, vui mừng, cảm động. Thế là lại được một bữa ăn đúng nghĩa. Con cái đói khát triền miên, nên hoa cả mắt, trông thấy toàn mộng mị. Hôm nay là hết bà đẹp rồi. Tiếp theo là một sự cải thiện lâu bền hơn. Số là đột nhiên một sứ giả của ông Kazenave gửi đến, xuất hiện ngay trước cửa nhà. Hắn đang đứng thẳng như trời trồng, báo tin chủ mình muốn hợp đồng với ông Subiru chăn ngựa cho cục bưu điện, và làm tài xế xe ngựa đi trạm Ta Be. Ông Subiru đứng nghiêm trang suy nghĩ, tính toán hơn thiệt của công việc. Cuối cùng ông nhận lời và nói một cách dứt khoát. Sáng mai tôi đến nhận việc. Bỗng ông trở nên vui vẻ, khoát vòng tay lớn, nói huênh hoang. Thưa quý thân bằng quyến thuộc, các vị đã đem quà đến đầy nhà, thì xin cùng chúng tôi ăn bữa tối hôm nay cho vui vẻ. Chúng ta làm một cuộc liên hoan mừng các cháu mạnh khỏe, bà nhà tôi khéo tay đầu bếp,
quý vị sẽ được thưởng thức bữa trứng rán thịt muối tuyệt vời. Mọi người nhao nhao phản đối, bà Louise ngập ngừng không muốn tiếp tay chồng, bởi vì một buổi chiều mà hoang phí số trứng có thể ăn dè sẻn được 3 ngày. Nhưng bà Louise vốn chiều theo ý chồng. Hơn nữa, nhờ một sự may mắn nhỏ, gia đình có cơ hội rũ bỏ số phận lầm than, thất nghiệp triền miên và đứng thẳng như một người tự tin, có phẩm giá và rộng rãi. Tại sao sau bao ngày tháng long đong, cơ hội tốt đã mỉm cười với ông, mà ông không được phép làm theo ý chứ? Cho nên, thuận theo ý muốn của chồng, bà thân ái mời mọc mọi người. Những người lớn ngồi chen chúc chung quanh chiếc bàn ăn, trẻ con chen nhau trên một chiếc ghế phẳng hẹp. Bà Louise đon đả phục vụ, trứng tráng với thịt muối xào, bánh mì xúc xích và cháo hành. Bà Saju cao hứng đãi mỗi người một ly rượu chát đỏ, kể cả các cháu nhỏ. Bữa ăn tiến hành vui vẻ như ngày Tết. Ở miền Pyrenees, sau bữa ăn chiều, người ta có thói quen lần hạt để kết thúc một ngày lao động cực nhọc. Không hiểu sao hôm ấy bà Louise lại nhường cho con gái lớn dẫn kinh. Bernadette vâng lời, rút cỗ chàng hạt cô thường dùng và lúc trưa đã dâng cho bà lạ ra khỏi túi áo. Khi đọc hết mọi kinh, bà Louise nối đuôi thêm. Lạy Đức Mẹ chẳng mắc tội tổ tông truyền, xin cầu cho chúng con là kẻ năng chạy đến cùng mẹ. Bà vừa dứt lời thì mặt mũi Bernadette trắng bệch, cô gái nhỏ trở nên loạn choạng, bất động như khi Maria và Jean Abadi chăm thấy ở bên bờ suối. Bà Crossing Bubu Hort sợ hãi kêu lên, Bernadette xỉu rồi. Bà Saju đỡ lấy Bernadette nhẹ nhàng hỏi. Con ốm à? Bernadette lắp bắp trả lời, không, không, con chẳng làm sao cả. Ngược với ý định, bà Louis sợ hãi, lảm nhảm kể lại câu chuyện hồi ban chiều cho mọi người có mặt nghe, vì Bernadette mà bà nổi giận đánh tất cả 4 đứa trẻ. Các chị à, nó nói mình trông thấy một bà rất lạ, còn trẻ đẹp lắm, vận toàn đồ trắng ở hang Massabian. Ông François Chubirou ngắt ngang lời vợ. Thôi, tôi xin bà. Chẳng may con bé thở không được. Rắc rối với 2 lá phổi, đã khám bệnh nơi bác sĩ Doju. Ông bảo không can hệ gì, mỗi khi trời lạnh nó lại lên cơn. Bây giờ không khí đang trở nên giá buốt hơn, điều nó cần là một ống khói lò sưởi tốt hơn, có vậy thôi. Ngày 11 tháng 2 kết thúc sớm. Tiếng ngáy của gia đình Subaru đầy ắp gian phòng ca trước, ông François dẫn đầu. Ánh lửa từ lò sưởi thường ném lên các bức tường những hình thù kỳ dị, nhưng đêm nay, lần đầu tiên, Bernadette không trông thấy hình nào cả. Chuyện gì đã xảy ra cho cô gái ngây thơ bé bỏng? Hình như cô gái linh cảm như có một điềm gờ, điềm ấy đè nặng trên ngực, ấm ức như bổn phận phải gánh chịu. Bernadette nhắm nghiền đôi mắt, cố nhớ lại bóng hình bà lạ, nhưng không được, cô chẳng mường tượng ra bà lạ nào cả. Trí óc cô thua đôi mắt trần ban chiều. Bernadette cố gắng ngủ, nhưng mỗi lần chỉ được vài giây. Bà đẹp không đến với cô gái trong giấc ngủ, đó là điều thiệt thòi lớn. Cô vẫn hằng khao khát trông thấy bà một lần nữa, ít là trong giấc mơ. Bà xem ra muốn chứng tỏ mình thật sự làm bằng xương thịt, chứ không phải bằng chất liệu mộng mị. Cô gái thổn thức. Maria tỉnh giấc khi rờ vào chỗ ướt trên gối chị. Cô gọi mẹ khe khẽ. Má à, Bernadette đang khóc đấy. Bà Louis loạn choạng ra khỏi giường, chân lê về phía 2 con gái đang ngủ. Con thở không được phải không? Bernadette dụi mắt lắc đầu. Nếu vậy ngồi lên con, mẹ có điều muốn nói với con. Bà Louis cầm 2 khúc gỗ củi ném vào lò sưởi, ngọn lửa bùng lên, bà kéo chiếc ghế sát gần lò sưởi. Bernadette vùi đầu vào lòng mẹ, đầy nước mắt. Bà Louise vỗ nhẹ lên mái tóc con, rồi bà ghé xuống ngọt ngào nói. Con sợ cái bà lạ ở hang Massabian phải không? Bà ta không phải là ma quái đâu. Có người nào định nhát con mà thôi. Bernadette ngẩng đầu nhìn mẹ đầy nước mắt. Cô lắc đầu quầy quậy. Lòng bà Louise đau xót vì thương con, bà thầm nghĩ trong lòng. Người đâu mà ghê gớm vậy,
nhát trẻ giữa ban ngày. Bà nhẹ nhàng nói vào tai con. Cưng ạ, hay là giấc mộng ban ngày? Con gái đang lớn thường như vậy lắm, dần dần nó sẽ tan đi hết, đừng nghĩ đến nữa là xong. Con lớn rồi đấy, 2-3 năm nữa có chồng, sinh con đẻ cái như mẹ vậy. Bernadette giấu mặt đi, không bày tỏ cảm xúc của mình nữa. Mặc dầu yên ủi con, nhưng bà Louise quyết định chiều mai sẽ đến nhà thờ, vào tòa giải tội và hỏi ý kiến cha phó Paubien về sự lạ ở hang Massabian. Chương thứ ba trong tác phẩm Tiếng hát lộ Đức và qua phần trình bày của Nguyệt Nga và Kim Hà. Trong ngôi trường của các dì Phước Nevers, có một nhóm học sinh nữ. John Abadie dẫn đầu. Nhóm này luôn vây quanh John Abadie mỗi khi ra chơi. Hôm ấy nó bật mí với cả nhóm. Nếu chúng mày chứng kiến chuyện lạ xảy ra ở hang Massabian, chúng mày sẽ chẳng còn hồn vía, nhưng tao không nói ra đâu. Catherine Mangle lên tiếng phản đối. Thế sao mày làm chúng tao tò mò háo hức đến chảy nước rãi vậy? Cái con Bernadette Subiu đó, việc liên quan đến nó. Rồi Catherine nhún vai nói tiếp. Tưởng gì, con bé ngu thế mồ, nó chẳng có chi hấp dẫn đâu. John Abadie tiếp lời, tao hứa với nó không nói ra, tao chỉ hứa chứ không thề. Rồi nàng hạ giọng tỏ vẻ nghiêm trọng. Chúng tao hôm qua đi lượm củi khô ở hang Massabian, tao nói với Maria Sibiru và nó. Chúng ta lên núi, còn nó ở lại dưới suối. Khi chúng tao trở lại, thì thấy nó quỳ trên sỏi vụn cạnh suối, nó chẳng nghe chúng tao gọi từ bên kia suối gì cả. Quỳ lặng người, vẻ mặt ghê lắm. Trắng bệch như chết. Lúc sau nó hồi lại, nói trông thấy một bà lạ ở cửa hang, ăn bận toàn đồ trắng, thắt lưng ra trời. Hai chân trần có bông hồng bằng vàng trên mu bàn chân. Thế rồi các cô bé gái nhao nhao hỏi. Mày trông thấy bà ta không? Không, chỉ thấy miệng hang đen ngòm mà. Bông hồng trên mu bàn chân ư? Ai vậy? Ê, không khéo Bernadette lừa mày đấy. Một con bé tóc hung đỏ, tỏ vẻ khinh bỉ Bernadette, cất tiếng. Con nhỏ ấy mà lừa cái gì? Ngu thấy mồ. John trầm ngâm xác nhận. Ừ, nó không biết lừa đâu. Chị em chúng nó thật thà như đếm. Chúng ta ra hang xem đi. Thế là mấy cô gái đồng thanh tán thành đề nghị của John Abadie. Tất cả đều háo hức đi Massabian. John Abadie ranh mãnh thêm. Nhất định phải kéo Bernadette theo. Kẻo bà ta không còn đứng ở đấy nữa. Có Bernadette nhất định có bà ta. Vừa khi chung vào học, các cô gái đã túm tụng vây quanh hai chị em Subiru. Này, có bà lạ hiện ra với mày à? Bà ta ra sao? Bà đứng ở đâu? Bà nói chi với mày? Hàng trăm câu hỏi dồn dập. Bernadette không kịp trả lời. Nàng đứng đỏ ửng mặt. Mày nói ra à? Tại sao vậy? Bernadette ấp úng. Nhưng cũng như chiều qua, nàng bị giằng co giữa hai ý nghĩ. Giữ bí mật câu chuyện, hay nói cho mọi người biết về bà lạ ở hang Massabian. Nàng cầu mong người ta trông thấy bà như nàng vậy. Không được nói ra thì nói như viên đá đè trên lồng ngực. Cho nên xem ra khuynh hướng thứ hai thắng thế. Tuy nhiên lúc này nàng chẳng biết khởi sự câu chuyện từ đâu, nên chỉ biết yên lặng. John Abadie chữa mình. Tao nói ra bởi vì nó là chuyện quan trọng. Chúng tao nhất trí Chủ nhật sẽ ra hang Massabian xem bà ta. Mày phải đi với chúng tao. Rồi Maria thêm vào. Nhưng mẹ không cho đi đâu. Chị đã hứa với mẹ không ra đấy nữa. Và mẹ đã cấm chúng tao rồi. John nhìn thẳng vào Bernadette nói. Bernadette đi chứ.
Không có mày bà lạ không đến đâu. Cô gái ho hen cúi đầu. Catherine hỏi, bà lạ nói chuyện với mày không? Bernadette vẫn cúi đầu trả lời ấp úng. Không, bà ta chẳng nói một lời, nhưng bà ta đẹp lắm, nhất trần gian. Ta chưa hề gặp ai đẹp đẽ như vậy. Con nhỏ Madeleine Hewlett góp ý. Thế thì bà ấy không tốt đâu. Đàn bà có nhan sắc thường kiêu căng, không bao giờ tốt cả. Thấy không, mấy bà đẹp trong khu xóm đều như vậy cả. Chàng nói tỏ vẻ khôn ngoan, thành thạo. Ta cũng nghĩ như mày, như bà Millet chẳng hạn. Có lẽ mày xem thấy con quỷ hiện hình. Bernadette lắc đầu không đồng ý. Bà lạ hiền khô à, bà nhìn tao ô yếm lắm. Vậy chủ nhật, sau lễ chúng tao sẽ ra hang, mang theo nước thánh lấy từ nhà thờ. Khi nó xuất hiện, Bernadette sẽ rảy nước thánh vào người nói, nếu bà từ Thiên Chúa mà đến, xin hãy tiến ra ngoài một bước. Nếu từ hỏa ngục, xin hãy cút xéo, như vậy là đúng nhất phải không? Nhưng Annette Courage thêm vào. Mọi người đồng ý, giả như bà ấy là người thật tốt bụng thì nói thế nào? Bernadette chần chất nói, ừ, bà ấy rất thật, như người ta vậy. Ồn ào như vịt dưới ao, không ai chịu nổi. Cả đám đang nghe nhà thông thái Bernadette giảng lẽ khôn ngoan phải không? Tiếng cô giáo từ đằng xa vọng tới, Bernadette cúi mặt, xấu hổ tỏ vẻ tủi thân vì bị hiểu lầm. Hôm nay là chủ nhật, dì Vô Du dẫn lũ trẻ đang học giáo lý xưng tội sức lễ lần đầu đi dự thánh lễ chính tiệc lúc 8 giờ sáng. Trong đám có cả chị em nhà Subiru, Bernadette và Maria. Ông Francois bận việc chuồng ngựa cho đến trưa. Bà Louise ở nhà một mình với hai đứa em Justin và Jean Maria. Thừa cơ hội, bà đem sợi len ra đan. Bà đã đi lễ lúc 7 giờ sáng. Những người khá giả đi lễ chính tiệc 8 giờ. Không tham dự lễ chính tiệc quả là một thiệt thòi, bởi nó là lễ hội của cả huyện sau một tuần làm việc vất vả và nhất điệu. Tiếng cây đàn phong cầm ầm vang thánh thót, như ngọn lửa tinh thần thổi qua khu phố, sưởi ấm các linh hồn giá lạnh. Người ta gặp nhau, chào hỏi nhau thân thiện. Cha chánh xứ Peramale trên tòa giảng cất tiếng sang sảng như thâm nhập từng linh hồn. Bà Louise không có y phục tốt để vận với chị em. Bà tự ái không vận đồ thường trước mặt dân chúng khu phố. Họ giàu có hơn, ăn vận toàn lụa là sang trọng. Buổi sáng chủ nhật hôm nay, bà thực sự hài lòng ở nhà một mình. Sau nhiều ngày ăn uống kham khổ, gia đình đã có được bữa ăn xứng đáng. Lòng bà vui mừng hoan hỷ. Nồi cháo rau cải bắp nóng hổi, tỏa mùi hành tươi lan ra khắp gian phòng. Linh hồn bà cũng được bình an, vì chiều hôm qua bà đã đi nhà thờ xưng tội với cha phó Pomian. Bà được nghe ngài nói, con ạ, đó chỉ là những hiện tượng vô hại của tuổi thơ, người lớn chẳng can chi phải bận tâm đến. Nửa giờ sau bà hơi khó chịu, một lũ trẻ nhóc học sinh trường các dì Neves vây quanh bà và xin phép cho Bernadette đi với chúng ra hàng Massabien xem bà lạ. Tất cả bọn đều nài nỉ, chỉ con gái bà yên lặng, rằng tỏ vẻ khôn ngoan lanh lợi nhất. Nó cúi đầu chào bà lễ phép. Thưa bác, chúng cháu chỉ muốn xem câu chuyện thực hư ra sao. Lời răng làm cho bà Louis suy nghĩ. Bà đắn đo, nếu như lũ trẻ chẳng thấy chi cả, chúng sẽ chế nhạo Bernadette. May ra con gái mình sẽ hết bệnh hoang tưởng. Ý nghĩ ấy làm cho bà quyết định cho Bernadette đi theo. Bà nói, được. Nhưng phải về trước bữa cơm chiều kẻo ba đợi. Đến gần cây cầu cũ, Bernadette đột ngột dừng lại, ngẫm nghĩ một giây, đoạn nói. Hai ngày qua mưa và tuyết rơi nhiều, có lẽ mấy tấm ván mắc làm cầu ngập dưới nước hay trôi đi mất cả rồi. Chúng ta nên đi băng qua ngọn núi. Nói xong, chẳng đợi ai góp ý,
cô chạy như bay qua các dãy núi. Những đứa trẻ khác theo sau muốn hụt hơi. Thường khi chạy nhanh như vậy, cô gái hụt hết hơi và cơn suyễn phát triển. Nhưng lần này, không hiểu thần thánh nào ban cho Bernadette sức khỏe như vậy. Suốt con đường ra suối, cô chạy như không hề nghi ngờ bà lạ đang có mặt ở đấy. Cô ngược lên dãy núi nhiều hang và xuống một con dốc nguy hiểm. Tuy nhiên, Bernadette nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác, nhanh nhẹn như một con sóc chuyền cành cây. Một bước nhảy dài nữa là tới suối. Gần đến sàn hang, cô ngừng lại, hai tay ôm ngực và hít vào mấy hơi. Bernadette từ từ đưa mắt nhìn cửa hang. Các bé khác cũng tới nơi, nghe Bernadette kêu khà khẽ. Kia rồi, bà lạ đang ở đây. Các cô gái khác chỉ nhìn thấy Bernadette ngửa đầu về phía sau, ngắm nhìn chăm chú lên cửa hang rỗng tuếch, đen ngòm, miệng lẩm bẩm. Bà đang ở đây. Cả nhóm vây quanh Bernadette, Maria Subiru ngơ ngác nói, em chỉ thấy cái lỗ đen. Bernadette thì thầm. Bà nhìn em đấy, bà gật đầu với em phải chào lại bà đi. Maria rủ các bé gái khác, chúng ta tiến lên gần hơn. Bernadette giang cả hai tay ngăn cản sợ hãi. Đừng, xin đừng, vì lòng yêu mến Chúa đừng tiến gần dù chỉ một bước. Kẻ được chúc lành linh cảm thấy đã quá gần cận người ban ơn, nên không thể tiến thêm được nữa. Lần gặp gỡ đầu tiên còn khoảng cách một con suối. Hôm nay gần đến độ có thể đưa tay với tới. Bernadette đứng yên, bất động. Bà đẹp vẫn an vận như cũ. Dáng điệu bà làm cô gái vui mừng quá đỗi. Chất liệu vải trắng như tuyết, mang đầy tinh chất nhiệm màu. Nó che phủ các chi thể rất tinh tế. Bà không biểu lộ chút bất mãn nào khi đám con gái ồn ào, ngu ngốc đứng với Bernadette. Trái lại, bà liếc nhìn cả bầy với lòng âu yếm của một người mẹ. Bà vui vẻ nhìn Maria, Madeleine và các trẻ gái khác đang nhao nhao vây quanh Bernadette. Phía đằng sau có ai thì thầm. Vậy nước phép đi, vậy vào bà ta, và nói như chúng ta đã bàn trước. Bernadette vâng lời. Cầm lấy chai nhỏ đựng nước phép, Madeleine đã múc ở giếng nhà thờ, run rẩy vẩy lên lỗ hang đen ngòm nói. Thưa bà, nếu bà từ Thiên Chúa mà đến, xin hãy tiến ra gần hơn. Người đàn bà vui vẻ tiến ra cửa hang, mỉm cười gần như thành tiếng, hai tay mở rộng như muốn ẵm lấy đáp trẻ. Lập tức Bernadette cảm nghiệm một sự ngọt ngào, ngây ngất. Cô thấy mình hạnh phúc như đang sống ở thế giới bên kia xa lạ. Mặc dù cô đang quỳ trên đám sỏi đá, mà bình thường chẳng ai dám làm vì các viên đá lởm chởm xé nát đầu gối. Vốn tính kiêu căng, rằng Abadi chỉ chấp nhận tình bạn, khi chị em Subiru quy phục mình, thấp hèn hơn mình, bị khinh rẻ và cần đến mình che chở. Nhưng từ hôm thứ năm, tình thế đổi ngược lại. Vì vậy, cô như bị chạm tự ái, nổi cơn giận dữ và toan tính báo thù. Tao sẽ làm cho mày sợ hết hồn. Cô ta lựa một hòn đá to, cỡ cái sọ người, vừa la vừa ném thẳng vào Bernadette. Hòn đá ném chật Bernadette chỉ trong gang tấc. Bernadette vẫn quỳ bất động, không lưu tâm đến hành động của Jean Abadi. Maria sợ hãi lay vai chị. Có trúng chị không? Chị đau không? Nhưng Bernadette chẳng trả lời. Mặt cô bé lúc này lạ hoắc, không giống nét mặt bình thường chút nào. Đôi mắt cô bé mở to, long lanh và chăm chú nhìn vào cửa hang đen ngòm. Da mặt căng tròn đến nỗi các xương má và thái dương nhô ra. Tuy nhiên khuôn mặt vẫn đẹp rực rỡ, làm mọi người phải lui ra xa. Maria giận dữ hét vào Jean Abadi. Mày giết chị tao! Người khác lên tiếng. Có chúng nó đâu! Lấy nước suối mau lên! Nhưng vậy nước suối cũng chẳng làm được cho Bernadette ra khỏi cơn mê. Đám con gái khiếp sợ cuống cuồng, chẳng biết làm chi tiếp. Chỉ đứng nhìn Bernadette quỳ như trời trồng, mặt hướng lên cửa hang. Maria khóc sướt mướt chạy về mách với mẹ. Jean Abadi và Catherine chạy tới sự mộc Savi cầu cứu. Hồi lâu sau, Antoine mới chạy tới cùng với mẹ là bà Nicolau. Nghe tiếng có người ngất xỉu, bà vội mang theo mấy lá hành tươi,
cách chữa bệnh của dân quê, bà đưa sát gần mũi Bernadette. Nhưng cô gái chỉ hơi nghiêng đầu để tránh né, Antoine dỗ ngọt. Nào, đủ rồi Bernadette, chúng ta về nhà thôi. Nhưng không hiệu quả, cô bé chẳng nghe thấy gì, vẫn quỳ bất động, mắt chăm chú lên cửa hang. Antoine đánh bạo bế bổng cô bé trên hai tay, chạy biến về xưởng cưa. Các cô bé khác ríu rít theo sau, đám rước thu hút thêm những kẻ tò mò, dần dần biến thành số đông. Người hỏi thăm chuyện, kẻ ngạc nhiên, kẻ khác tranh luận, bàn tán, một số người cười nhạo. Nhưng tất cả đồng ý cho rằng Bernadette mất trí khôn. Về tới xưởng cưa Savi, Antoine đặt cô bé gái ngồi gọn lọn vào trong chiếc ghế bành to, gần lò sưởi. Tiết tháng hai lạnh giá, nhà nào cũng phải đốt lò sưởi cho khỏi cóng bút. Bà Nicolau soi dầu toàn thân Bernadette, đắp thêm chiếc mền cho ấm. Đoạn bà đi rót một ly sữa nóng đầy, đưa cho cô gái uống để hồi sức. Tuy nhiên, tinh thần Bernadette vẫn tỉnh táo, tâm trí của cô hoàn toàn bị thu hút vào bà đẹp. Không ý thức được các biến cố xảy ra chung quanh, bỗng nhiên sự ngây ngất của cô gái quê mùa chấm dứt. Vẻ mặt siêu nhiên của nàng trở lại bình thường, vẫn tròn chỉnh, trắng hồng như các trẻ em khác. Bernadette ngồi xích ra mép ghế thản nhiên, nói với bà chủ nhà. Con hết lòng cảm ơn bà, con không uống sữa, bệnh của con uống vào thêm nặng. Thực tình con chẳng cần chi cả. Mọi người có mặt thấy cô bé đã tỉnh, dồn dập hỏi han. Bernadette trông thấy cái chi? Thấy ma quỷ hả? Nó thế nào? Giống hình người ta không? Bao giờ nó lại xuất hiện? Mày sợ nó không? Ồ không, con chỉ thấy có một bà lạ, còn trẻ lắm. Bà đứng ở hang rất lâu, nhưng không nói chi cả. Bernadette trả lời bình thản và tự nhiên. Từ nãy Antoine nhìn cô gái chằm chằm, không hề trông đi nơi khác. Em nó mệt lắm rồi, xin quý khách để cho em nghỉ một chút, quý vị không thấy em rã rời thân thể sao? Bà Louise và Maria chạy quãng đường xa vội vã từ Ca Chốt đến Savi, tới nơi thì đã gần như cụt hơi. Bà đã đám đông chạy thẳng vào nhà bà Nicolò. Khi trông thấy Bernadette tỉnh táo ngồi chiếm trệ trên chiếc ghế bành nhà chủ như một công chúa, mọi người đứng vây quanh, bà nổi giận hét vào mặt con gái. Đứa đần độn, mày làm cả thiên hạ hoảng loạn. Bernadette chân thật trả lời, con có yêu cầu ai đến đâu? Câu nói cộc lốc, hơi ương gàn, thường làm các bà mẹ, các giáo viên tức giận. Bà Louise giơ cao tay nổi cáu tính tát vào mặt Bernadette. Mày tính biến cha mày và tao trở thành trò cười cho hàng xóm hả? Con điên, mày có biết không? Bà Nicola nhanh nhẹn bắt trúng cánh tay bà Subiru hét lớn. Chị còn linh hồn hay không? Tại sao dám đánh đứa bé như thế này? Nó là thiên thần của chị đấy. Antoine nói thêm vào. Bà không được trông thấy nó lúc nãy. Nó trông giống như là người đã chết vậy, nhưng đẹp lắm. Nghe Antoine nói, bà Louise cảm thấy như cơm đâm thâu qua trái tim. Bà chạy bán sống bán chết đến đây là vì sự sống của con. Bà để cho mình rơi xuống chiếc ghế dài sẵn đó. Lạy Chúa Trời trên cao, xin cứu mạng con của con. Bà thở dài não nụt. Bernadette đứng dậy ra khỏi chiếc ghế, tiến đến bên mẹ, cầm tay nói. Mẹ à, về thôi kẻo muộn, có lẽ ba về nhà trước rồi. Tuy nhiên ở tình thế này, ông Francois và bữa cơm chiều không dọa nổi bà Louise. Bà lau nước mắt, thổn thức. Mẹ sẽ không rời khỏi nơi đây, trừ khi con hứa sẽ chẳng ra hang Masabian nữa. Ra hang khốn khổ cho con lắm. Bà Nicola khuyến khích. Hứa đi con, hứa đi. Chứ cứ ra hang như thế này có hại cho sức khỏe của con lắm. Con sẽ ngã bệnh nặng cho mà xem. Bernadette đứng thẳng trước mặt mẹ, vặn vẹo hai tay giá lạnh. Con hứa với mẹ không ra hang nữa. Nhưng cô tinh khôn nói thêm. Trừ trường hợp có phép của mẹ. Mọi người vỗ tay, hoan hỉ tán thưởng. Ba mẹ con dắt nhau ra về, không quên cảm ơn Antoine và bà chủ nhà. Khi mọi người đã giải tán hết, bà Nicolau thở dài nhẹ nhõm nói với con. Tao chẳng ưa xem thấy con bé trong tình trạng khốn đốn như vậy. Antoine đi đi lại lại trong gian phòng khách, bây giờ trống trải, lẩm bẩm như tích rẻ.
con chưa hề xem thấy cái chi đẹp đẽ hơn nét mặt của Bernadette quỳ bên suối. Ngưng một lúc như để ngẫm nghĩ, chàng tuyên bố thêm. Người ta không nên đụng chạm vào một sinh vật như vậy. Ý nghĩ ẩm Bernadette trên tay làm chàng khiếp sợ. Mặc dầu cả thị trấn Lourdes xôn xao về câu chuyện hoang đường, do mấy cô học sinh trường các gì Nevers bày đặt, ông François Soubirou không hề bị ảnh hưởng, ông không thay đổi thái độ, vẫn cư xử bình thản như không có chi xảy ra, hoặc chẳng hay biết gì hết. Tuy nhiên thân xác ông vô tình bày tỏ nét chịu đựng của dư luận. Ông đi về không dám chào hỏi chuyện trò cùng ai. Ban đêm tiếng ngáy thêm nặng nề. Ngược lại, vợ ông, bà Louise, bộc lộ tính tình nhạy cảm. Bà trở nên nhẹ nhàng và kiên nhẫn với các con, nhất là Bernadette. Chúng có thể tới trường hay nghỉ học tùy thích. Phần cô gái lớn Bernadette ban ngày sinh hoạt bình thường, giúp đỡ mẹ nấu ăn, săn sóc các em, đi học giáo lý với Maria và những việc thường ngày khác. Nhưng ban đêm nàng thường khóc thầm, tưởng nhớ bà khách lạ ngoài hang Massabian. Bà đi chân không, ăn vận mong manh, đứng đợi nàng vô ích ở trước cửa hang, trong gió lạnh tháng hai, mùa đông như dao sắc cắt da thịt. Cô hy vọng bà không đứng đó lâu, rồi lại nhanh chóng quên cô bé mới làm bạn chưa được bao lâu. Bernadette ấm ức suốt đêm vì không được ra thăm bà lạ. Người mà cô luôn canh cánh tưởng nhớ và khát khao trông thấy mặt, nỗi nhớ nhung ngày một tăng chứ không giảm. Mệnh phụ Mille vừa trở về từ thị trấn Argelès, nghe tin có người lạ hiện ra ở hang Massabian, bà quá đỗi hoan hỷ, vì từ khi con cháu yêu dấu Elise qua đời, bà luôn mơ tưởng về nó, ôm ấp bóng dáng nó trong trí khôn. Những kỷ niệm của nó bà luôn giữ kỹ. Còn búp bê xinh đẹp Elise luôn ấm. Các khung ảnh ngây thơ của Elise, tươi cười, nghịch ngợm. Các bộ quần áo đắt tiền đi lễ, giày dép tí hon xinh xinh, đều được bà giữ nguyên cẩn thận. Bà nhớ Elise cũng hay mặc đồ trắng tươi trẻ, bằng vải sa tanh đắt tiền sang trọng và thắt lưng màu xanh dương. Cô thợ may Antoinette Perre luôn theo mẫu ba lê. Bà đoán phỏng người con gái mà Bernadette xem thấy ở hang Massabian đích thị là đứa cháu yêu dấu của bà mới qua đời, chứ không ai khác. Bà thường nằm mơ thấy nó và khát khao được gặp nó. Bà kể chuyện với cô thợ may Perre, và vào hôm thứ hai, cô Antoinette cũng đi đến kết luận dứt khoát như vậy. Cô là con gái của ông cảnh sát trưởng, sớm tiếp xúc với các cuộc điều tra hình sự, những lỗi lầm đau khổ của con người, nên nhạy bén hơn với các biến cố xã hội. Phán đoán của cô chính xác và mau chóng hơn bà Mille. Cô đã phân tích kỹ lưỡng các thị kiến hư thực. Tội nhân thường đi chân trần để đền tội, xuất hiện ở những nơi vắng vẻ để xin lời cầu nguyện. Như thế nhất định cô cháu gái của bà Mille đang ở trong hoàn cảnh khốn đốn nơi luyện ngục. Có thể nó hiện về xin người ta cầu nguyện cho để rút ngắn thời gian đền tội. Thậm chí có lẽ Elise là Tapie có thông điệp nào đó muốn gửi cho mẹ đỡ đầu của mình. Khoảng 4 giờ chiều thứ tư, có các vị khách sang trọng đến nhà cha chút. Đi đầu là thầy già Philippe với một giỏ đựng hai con gà quay bọc giấy, hai chai rượu vang thắt nơ đẹp mắt. Thầy mạnh dạn bước qua ngưỡng cửa, cúi đầu chào chủ nhà và loan báo mục đích của chuyến viếng thăm. Vài phút nữa bà chủ Mille cùng phái đoàn sẽ đến. Hai phút sau, một mệnh phụ đẩy gà sột soạt bước vào nhà với cô Antoinette Perret, khép nép theo sau. Chị Louise, chớ cảm ơn tôi vì mấy thứ lặt vặt này. Chúng tôi đến đây với vài mục tiêu. Trước hết, chúng tôi cần hai buổi giặt thứ sáu và thứ bảy. Nhờ chị đến giúp đỡ. Trời đất, ngôi nhà rộng quá, làm không xuể. Bà Louise luống cuống.
Thức ăn ngon cả đời nằm mưa cũng không thấy. Hai buổi giặt 60 xu, một gia tài nhỏ, khách sang trọng đến nhà, bà không biết phải tiếp đãi ra sao. Bà khách hào hiệp tốt bụng quá. Không hiểu yêu cầu tiếp theo là gì. Bà Louise cũng núng trước vị khách giàu có và vẫn chưa tin vào tai mình. May mắn đến với gia đình dồn dập quá. Không hiểu rồi phải đối phó ra sao. Bà như câm nín, lau vội hai chiếc ghế gỗ bụi bặm, rồi mời các vị khách ngồi tự nhiên. Bà Millet liếc mắt nhìn Bernadette đang đứng gần cửa sổ. Mặt trời mùa đông lạnh chiếu qua song cửa, đọng lên mái tóc cô gái dậy thì, nhóm thành màu nâu vàng, óng ánh đỏ. Bà Millet thở dài, rút chiếc khăn ra khỏi túi áo chấm nước mắt rồi nói. Chỉ có đứa bé dấu yêu đang đứng đằng kia hả? Cháu xinh quá, làm tôi lại nhớ đến con gái tôi. Không phải tôi sinh ra cháu, tôi chỉ là mẹ đỡ đầu thôi, nhưng tôi quý cháu lắm, quý như con ruột, vì tôi không có con. Tội nghiệp, cháu qua đời tuần trước ở Argelat. Cháu chết rất thánh thiện, đến nỗi cha xứ Peramali phải bó buộc viết tường trình về tòa giám mục Tabe, kẻo nữa gương sáng của cháu bị lãng quên theo thời gian. Cô gái Antoinette Perret thêm vào. Chúng tôi đến đây nhờ chị một việc nhỏ, thưa chị Louise. Trong nghề nghiệp, người con gái cảnh sát trưởng giải thích theo thói quen sẵn có rằng người khách lạ mà Bernadette trông thấy ở hang Masabian, đích thị là linh hồn cháu bé Alice Lafapi mới qua đời. Vậy xin chị, Antoinette nói tiếp, cho phép con gái chị ra hang để chúng tôi đón nhận ý muốn của cháu Alice. Kẻo linh hồn ấy còn phải trầm luân nơi ngục hình, chưa được lên thiên đàng hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Thưa quý bà, thực tình tôi không thể cho cháu ra hang Masabian được nữa. Quá lắm rồi, mỗi lần ra đấy là một lần làm trò cho thiên hạ cười, rồi về nhà lại ốm. Bà Mele nặng nề đứng dậy, nói thêm. Tôi cũng là mẹ, con tôi đang khốn khổ nơi luyện ngục. Nó về để báo cho mẹ nó nỗi thống khổ của mình. Lẽ nào chị đang tâm ngăn cản chứ? Nếu chị cố ý đóng cửa lòng từ bi lại, chị hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bà Louise nghĩ đến 60 xu kinh tế gia đình, cảnh con gái ngất đi mỗi lần ra hang, lâm vào nguy hiểm chết người, bà méo máu nói, khốn nạn thân tôi. Chị thợ may Antoinette cỡ rối. Ý em thế nào Bernadette? Cô gái chỉ biết, chỉ mong ước có một điều, bà lạ đang đứng trong sương gió lạnh chờ đợi mình. Cô dịu dàng đáp lời, việc ấy để mẹ em quyết định. Cứ như dự định, ngày thứ năm, một cuộc gặp gỡ ở cửa hang có một tiến trình khác thường và mục tiêu mới mẻ. Bernadette sẽ phải thi hành một sứ mệnh mà bà Millet trao. Mặc dầu mới 6 giờ sáng, trời còn giá rét, bà lạ đã đứng ở cửa hang rồi. Bernadette quỳ trên một mặt đá phẳng, không phải để cầu nguyện cho bằng để thú tội. Lòng cô ấp úng những lời nói, nhưng môi miệng vẫn nín lặng. Xin tha lỗi cho con vì lâu lắm con không được phép ra hang gặp bà. Con đã chót hứa với mẹ con không khi nào ra hang nữa. Thưa bà đứng chờ con trong giá buốt như thế này quả là điều chẳng tưởng tượng nổi. Xin bà thứ lỗi cho con. Bà lạ mím môi yên lặng như muốn nói. Không đâu con ạ, ta đã quen chờ đợi trong bất cứ thời tiết nào. Bernadette lại bật lên tiếng nói mà vẫn yên lặng, không ai nghe thấy gì. Thưa bà, hôm nay con không đến một mình, còn có cả bà Millet và cô tợ may Pierrette nữa. Bà biết không, bà Millet yêu cầu nên mẹ con cho phép con đi ra đây. Mẹ con làm việc giặt ủi cho bà Millet được 40 xu một tuần. Xin bà tha thứ cho con. Con biết rõ bà không phải là linh hồn bé Alice Latapi luyện lên từ luyện ngục. Bà lạ mỉm cười như muốn nói. Đừng phiền chi, chúng ta đối phó được với họ. Bernadette nghe tiếng phụ nữ thì thầm ở sau lưng. Cô gái trả lời êm dịu. Bà lạ đang đứng trên miệng hang. Bà Millet lắp bắp. Ôi Alice yêu dấu, mẹ chẳng nhìn thấy gì, chẳng nhìn thấy con, tại sao vậy, ở dưới đó như thế nào? Rồi bà đốt một cây nến phép, bà đã cố ý mang theo,
Cây nến vừa được thánh hiến hôm lễ Đức Mẹ dâng con vào đền thờ ngày mùng 2 tháng 2. Cây nến đầu tiên được thắp lên tại hang Masabian. Bà Mile quỳ cả hai gối, giơ tay lên trời, giọng run run. Hỡi Elise, nói với mẹ đi, nói đi, chỉ cần vài lời thôi. Cô thợ may Antoinette Perret đứng đền chứng kiến. Không thấy gì khác thường liền trở nên nghi ngờ. Người ta đồn thổi khi trông thấy bà lạ. Mặt Bernadette đẹp đẽ một cách linh thiêng, nhưng hôm nay chẳng có gì khác. Mặt cô gái vẫn bình thường như mọi ngày. Cô Perret rút ra một lọ mực nhỏ, cây bút và một tờ giấy trắng. Nào, tiến lên với bà lạ và xin viết xuống giấy những ước nguyện của bà. Bao nhiêu lễ Misa cần xin dâng? Bernadette vâng lời, cầm bút mực và giấy trắng tiến lên tảng đá bà lạ đang đứng. Hai tay cầm giấy mực đưa lên cho bà. Cử chỉ cô gái rất trịnh trọng, chân thành như thể làm cho người khách thật vậy. Hai người đàn bà phía dưới khiếp sợ, run bắn cả người, tưởng chừng như có việc chi lạ lùng lắm sắp diễn ra, trước dự kiến một phép lạ. Hai phụ nữ mất hết can đảm, họ đứng dậy ù té chạy khỏi hang. Một lúc sau, Bernadette trở xuống nét mặt tươi sáng và trả lại giấy mực. Vừa nhìn thấy tờ giấy, cô thợ may kêu lên. Tờ giấy còn trắng nguyên. Bà Mile hỏi Bernadette. Bà lạ có nói chi không? Cô gái trả lời. Không, bà đẹp chỉ lắc đầu và mỉm cười. Cô thợ may tuyên bố một cách chua cay. Tôi chẳng tin linh hồn ở luyện ngục có thể cười. Họ đang chịu hình phạt làm sao cười được. Chạy lại và hỏi tên bà lạ đi. Bernadette vâng lời, chạy lên cửa hang lần nữa. Cô gái cảm thấy bối rối vì quấy rầy người khách lạ bằng những việc lặt vặt. Tuy nhiên, xem ra bà lạ vẫn kiên nhẫn, đứng bất động trong bầu sáng riêng của mình. Ngoài trời tiết tháng 2 gió lạnh, mây đen kéo xám xịt cả một vùng rộng lớn tới chân trời. Bernadette mạnh dạn tiến đến gần tảng đá cửa hang. Thưa bà, xin bà tha thứ, hai người phụ nữ dưới kia muốn biết tên bà. Bà lạ tỏ vẻ lơ đãng, kiểu như nhà vua phạm lỗi, muốn sửa lại theo kiểu lịch sự, nhưng sợ thẹn với bá quan văn võ nên cố ý làm ngơ không biết đến lỗi lầm giao tiếp. Lúc này lần đầu tiên Bernadette được nghe tiếng nói của bà lạ, giọng bà nói ngọt ngào thân mật như mẹ nói với con. Ta muốn con đến đây mỗi ngày trong vòng nửa tháng. Ngôn ngữ bà dùng là tiếng địa phương của Bernadette, ngưng một lúc bà dịu dàng tiếp. Ta không hứa cho con hạnh phúc ở thế gian này, nhưng chỉ ở đời sau mà thôi. Khi Bernadette xuống khỏi hang, một đám người kha khá đã vây quanh bà Mile và cây nến bà cầm trên tay. Họ chỉ đếm chưa hết ngón tay. Gồm có bà Nicolò, con trai của bà này là anh Antoine Nicolò, Maria Jean Abadi, một vài nông dân và vợ con họ. Antoinette Paré hỏi Bernadette. Em có hỏi tên bà lạ không? Thưa cô có ạ. Ta ngắm kỹ miệng, có thấy em mở ra nói đâu. Bernadette trả lời. Khi nói với bà, em nói ở đây cơ. Cô gái quê mùa đặt ngón tay trên ngực, ám chỉ cô nói bằng trái tim. Cô thợ may nói giọng chế giễu. Ờ, ha, và bà lạ cũng nói với em ở đấy chứ. Không, hôm nay bà thực sự mở miệng nói với em. Rồi Bernadette chính xác thuật lại mọi sự. Bà Mile thở dài thất vọng, từ bỏ ý tưởng đồng hóa đứa cháu yêu quý vừa qua đời với cô gái trẻ xuất hiện ở cửa hang Masabian. Mà chỉ một mình Bernadette Soubirous trông thấy. Rồi bà ôm chầm lấy Bernadette, ghì chặt và nói, con yêu dấu, con được ơn thiêng xem thấy khách lạ từ trời. Ta chỉ là phụ nữ ốm yếu, đau khổ vì con ta đã mất, nhưng ta sẽ ra hang với con hàng ngày, như bà ta xin. Antoinette con ạ, ta hy vọng con cũng không vắng mặt ngày nào. Ferre quả quyết. Đúng như vậy, thưa bà lớn, con sẽ không thiếu một ngày. Jean Abadi không có lựa chọn nào khác nên cũng nói. Con cũng ra đây mỗi ngày. Ý kiến mẹ thế nào? Antoine Nicolò vuốt râu mép, vừa nhìn mẹ vừa nói.
con muốn mời cô bé Bernadette về nghỉ nhà mình nửa tháng, để được gần hang Masabian hơn, đi xa thêm vất vả mệt nhọc, được không mẹ? Bà Nicolo nói, còn chi bằng, nhưng ông bà Subiru phải quyết định. Bà Mille trịnh trọng tuyên bố, ta mới là người được hân hạnh đón tiếp Bernadette. Phần Bernadette, cô ngỡ ngàng, chẳng hiểu tại sao việc gặp bà khách lạ lại thay đổi vị trí của mình trong khu xóm. Nó là chuyện bình thường như mọi biến cố khác hàng ngày. Có chi kỳ diệu lắm đâu. Cô thản nhiên nói với mọi người xung quanh. Chúng ta đi về thôi. Mọi người bắt đầu giải tán. Khi đám sức nhỏ qua cây cầu cũ, bà Mille vẫn dẫn đầu, kẻ qua người lại thấy có chi là lạ, nên cũng đổi ý tham gia đám sức. Người ta đi chợ đầy mặt cầu, bà Mille vẫn cầm cây nến cháy tiến về hướng ca chốt. Tin tức nghe được từ miệng này qua miệng nọ lan dần khắp thị trấn. Bà khách lạ lại hiện ra lần thứ ba tại hang Masabian. Đứa con gái nhà Subiru lại trông thấy. Bà khách vẫn mặc toàn đồ trắng. Làm gì có chuyện linh hồn hiện về từ hỏa ngục? Trên đời này làm chi có ma? Còn cái nhà Subiru xem thấy, không phải hết thảy mọi người. Chẳng làm sao liệt kê hết tin đồn trong thị trấn. Đám đông tụ họp trước cửa nhà ca chốt ồn ào. Bà Louise mở cửa chạy ra. Lạy Chúa, cái chi thế này? Maria hớn hở khoe với mẹ. Hôm nay chị Bernadette hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Bà Louise thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt tìm con gái giữa đám đông. Maria nói tiếp. Bà lại yêu cầu Bernadette ra hang đủ nửa tháng. Bà Mille chiêm vào. Chị Louise thân mến, tôi xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho chúng tôi Bernadette yêu dấu của chị. Hàng ngày tôi sẽ ra hang Masabian với cháu đủ nửa tháng. Bây giờ xin chị cho tôi được hân hạnh đón cháu về gia đình tôi trong suốt thời gian bà khách viếng thăm. Ở nhà tôi cháu có đầy đủ tiện nghi hơn. Bà Louise bối rối gãi đầu. Thưa bà lớn, xin để cho tôi lấy lại hơi trước đã. Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp vì lời nói của bà. Bà Mille tiếp. Như vậy Bernadette ốm yếu của chị sẽ được nghỉ ngơi trên chiếc giường xinh xắn của Elise, ăn 5 bữa mỗi ngày. Bernadette sẽ được ở căn phòng đẹp đẽ mà trước kia Elise yêu dấu đã ở. Ăn vận quần áo hàng sa tanh trắng, Elise để lại. Ngõ hầu bà khách lạ vui lòng vì thấy Bernadette ăn vận sạch sẽ. Người mẹ khẩn khoản. Thưa bà lớn, xin bà lớn để tôi bàn với bố cháu đã. Lạy mẹ đồng trinh, sự việc rồi sẽ kết thúc ra sao đây? Hiện giờ rối quá, con chẳng biết tính toán ra làm sao. Bà Mille nói như truyền lệnh. Thì cứ lấy ý kiến của ông nhà, tôi có ngăn cản đâu. Nhưng Bernadette phải đi ngay với chúng tôi, không trì hoãn. Khi nghe câu chuyện giữa bà Mille và mẹ, Bernadette không biết phản ứng ra sao, đứng về phe với mẹ hay bà Mille giàu có quyền thế. Và khi cảm nhận ơn huệ phần xác tưới gội lên mình, cô gái hiền lành liền nghĩ ngay đến lời bà lạ vừa nói lúc nãy. Ta không hứa cho con được hạnh phúc ở đời này. Bà không hứa, nhưng tại sao xem ra bà lại ban cho chính hôm nay? Khoảng 4 giờ chiều, vú đỡ đầu của Bernadette là bà Berna Casterot nhảy bổ đến ca chốt. Xưa nay bà là phát ngôn viên chính của gia đình trong những vấn đề hệ trọng. Chẳng chào hỏi ai, bà đưa mắt nhìn khắp căn phòng như tìm kiếm điều chi. Bernadette đâu? Dì nói như truyền lệnh, bà Louis run run trả lời. Cháu ở bên nhà bà Mille, bà ta mời cháu sang bên ấy 15 ngày. Sai lầm số 1, gọi ngay cháu về. Dì Berna sấm sét. Thiên hạ sẽ dị nghị rằng gia đình Subiru lợi dụng con và bà lạ để kiếm tiền. Ông Subiru tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, khẳng định mình bằng cách vào hùa với chị dâu chống lại vợ. Tôi đã thấy người ta xì xào về chuyện ấy rồi đấy. Dì Castro tiếp tục.
cháu tôi là một đứa trẻ ngoan, không quỷ quái bao giờ, không lừa đảo ai, chân thật như đến. Tôi dám lấy đầu ra mà thề, nó không lừa dối chúng ta về bà khách lạ. Nó phải được phép ra hang Masabian đủ nửa tháng, vì bà khách lạ yêu cầu nó như vậy. Bà ta có lẽ bởi trời mà xuống. Em đã hành động ngu xuẩn, biết chưa? Từ nay trở đi, mọi đàn bà khác trong gia đình Castro phải đứng bên cạnh con bé ở ngoài hang. Nếu chúng ta có mặt ở đó, đố đứa nào dám chê cười. Chính gì, gì sẽ ra đó với tôi mỗi ngày sau lễ ban sáng. Hai ông bà Subiru đứng chưng hửng, chẳng biết nói làm sao. Xưa nay họ chẳng dám cãi lại ý kiến bà chị dâu. Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương 3 của tác phẩm Tiếng Hát Lộ Đức. Chương 4 của tác phẩm Tiếng Hát Lộ Đức và qua phần trình bày của Nguyệt Nga và Kim Hà. Dầu sao thì chúng ta đang sống ở thế kỷ thứ 19. Ông chủ tiệm cà phê Pháp Quốc Durand đưa ra ý kiến khi đang bưng trên tay chén cà phê đắng cho văn sĩ Lafitte và cho ông công tố Dutour chén rượu mạnh hâm nóng bốc khói. Lúc đó đã hơn 4 giờ chiều, tiệm cà phê của ông đang đông khách, như thường lệ toàn khách quý, viên chức của thị trấn. Họ đến đây để bàn về mọi vấn đề của địa phương và quốc gia. Ông chủ tiệm rượu tiếp tục nói bâng quơ giữa quán. Quý vị hôm nay đã đọc báo công luận của Tabia chưa? Có đăng trên trang nhất bài Đức Mẹ Đồng Trinh Maria hiện ra với một em học sinh nữ ở hang Masabian Lộ Đức. Nhà văn Lafitte không rời mắt khỏi ly cà phê đang bốc khói của mình. Ông nói, cá nhân tôi cho đó chỉ là chuyện tầm phào. Tại sao những nhân vật từ thiên cung như nữ thần Diana hoặc ngay cả đức trinh nữ Maria lại phải xuất hiện với một đứa trẻ nghèo nàn như con nhà Subiru? Đúng là một chuyện hoang đường của mấy ông bà dân quê. 700 thiên tình sử tân thời không đổi được chuyện đó. Ông công tố Dutour vừa đẩy ly rượu nóng ra xa vừa phát biểu một cách dọa nạt. Là một tín hữu chân chính và sùng đạo, tôi xin tuyên bố câu chuyện thị kiến bà khách lạ ở hang Masabian hoàn toàn bịa đặt, gây gương xấu và xáo trộn cho địa phương chúng ta. Ông Lafitte khôn ngoan trả lời, không còn nghi ngờ gì nữa. Nguyên nhân của nó là đạo nghĩa ngày nay xuống dốc trầm trọng, chỉ còn những nghi thức ước lệ rỗng tuếch, lặp đi lặp lại như cái máy. Vì vậy, khi cá nhân nào đó cảm nhận sự có mặt của thần linh, thì các giáo dân khác tự nhiên theo như đàn vịt mù quáng. Chủ quán Durand cố lấy lòng quan khách. Nhưng thưa quý ông, toàn bộ câu chuyện là một mưu mẹo trời chẽn hết cỡ. Hẳn các ngài rõ. Hãng xiếc xong Thành Paul đang về tỉnh nhà lưu diễn tại các thị xã quanh đây. Rất có khả năng một mụ diễn viên quỷ quyệt nào đó muốn chơi trò mưu mẹo với một em học sinh ngây thơ quê mùa. Chỉ có vậy mà dân làng tin là thật, đồn ra công khai Đức Mẹ Đồng Trinh hiện hình. Ông Hyacinthe de Lafitte cười lớn và nói, thưa ông bạn chủ quán, ý kiến của ông chỉ là dự đoán, chưa có chi là cụ thể. Rồi ông đứng dậy bắt tay ông cảnh sát Giacomi, vừa ở ngoài bước vào quán. Ngài cảnh sát trưởng vừa lau mồ hôi trán vừa hỏi. Có tin gì mới vậy? Con gái tôi báo tin một nửa thị xã sẽ ra hang Masabian sáng mai với con gái nhà Subiru. Đúng lúc ấy bác sĩ Duzu đến tiệm. Ông đứng trước cửa, rũ mấy hạt mưa còn dính trên áo, nói vọng vào.
Nếu tôi không lầm thì mấy vị trí thức đang bàn tán vấn đề hang Masabian, làm xôn xao dư luận chung. Nhà văn Hyacinthe de Lafitte gật gù hướng về phía bác sĩ Duzu nói. Xin thưa quý bác sĩ, đúng ạ. Và chúng tôi đang đợi lời giải thích từ phía các khoa học gia. Ngài là một trong nhóm họ. Bác sĩ Duzu trả lời với một thoáng ưu tư trên nét mặt. Tôi đã viết một vài bài báo về thần kinh học, và bây giờ tôi đang gặt hái kết quả. Không nhiều lắm để khẳng định đây là một trường hợp họa hiếm. Duzu nói rõ hơn. Như vậy có nghĩa là chúng ta đang phải đối phó với một con điên. Bác sĩ Duzu chữa lại với một chút thận trọng. Tôi không nói như vậy. Hiện thời bệnh viện đã đầy những con bệnh hoang tưởng. Họ đều nói mình được nhìn thấy dị kiến này nọ. Với cô gái nhỏ bị bệnh hen suyễn bẩm sinh mà tôi đang chữa chạy, thì tôi không thể vội đi đến kết luận là loạn trí. Hàng ngày cô bé đơn sơ, thật thà và khôn ngoan lắm. Công tố viên Duzu gặng hỏi thêm, thế thì bác sĩ có thể kết luận là bị thôi miên hoặc hoảng sợ quá đáng không? Vị bác sĩ trả lời, những lối diễn tả của ông hình như vượt quá tình trạng hiện thời của con bé. Tôi cho là tâm lý dao động, chưa ổn định trước biến cố, vậy chúng ta cần kiên nhẫn quan sát bệnh nhân khi đang bị cơn bệnh tấn công. Người ta cho tôi biết nửa tháng sắp tới sẽ có hành hương hàng ngày tới địa điểm. Ông cảnh sát Giacome vội rút sổ trong túi ngực ra, dùng bút chì ghi xuống vài hàng, rồi ngẩng đầu nói với bác sĩ Duzu. Thưa bác sĩ, tôi khẩn khoản yêu cầu bác sĩ cho tôi được biết tường tận kết quả của việc điều tra, vì nó cũng liên quan đến tình hình trật tự chung của quận nhà. Bác sĩ Duzu trả lời. Tôi sẽ chẳng ích kỷ mà giữ nó cho mình. Quý ngài sẽ được đọc công khai ý kiến của tôi. Văn sĩ Hyacinthe de Lafitte từ nãy vẫn ngồi lắng tai nghe, nay bỗng nhiên nói. Tôi thấy rằng tất cả quý vị đều đi ra ngoài điều cốt yếu. Theo tôi, vấn đề quan trọng là đám đông đi theo cô bé, chứ không phải là việc cô bé xem thấy thị kiến. Xin quý vị cân nhắc ý kiến ấy. Cô thợ may khéo tay Antoinette Perret đã sửa xong bộ đồ đầm ngày lễ của Elise cho hợp với khổ người Bernadette và đem đến nhà bà Millet. Vận xong bộ đồ, Bernadette đứng soi gương. Đây là lần đầu tiên con nhà nghèo khổ được ngắm mình trong cái gương toàn thân. Antoinette quỳ bên cô gái, vuốt lại vải sa tanh. Cho đúng nét, bà Millet đứng nhìn. Bà vừa ý về sự biến đổi của cô gái nhà nghèo. Bà hồ hởi khen, đẹp hơn tranh, phải mời thợ vẽ về nhà để có một phiên bản con bé thị kiến này. Bernadette ngắm mình phản ánh trong gương như một giấc mơ. Ở ca chốt cũng có mảnh gương vỡ, nhưng không có gương toàn thân lành lặn. Vì vậy, nhờ tấm gương của nhà bà Millet, cô biết chính xác và từng chi tiết về hình dạng, mặt mũi, áo quần của người soi gương ra sao mà so sánh với ngoài hang Masabian. Bà lạ đẹp và thật hơn nhiều, không chi trên thế giới nhỏ bé của cô gái quê mùa so sánh kịp. Bà chân thật và linh động như người ta vậy. Bernadette không thể tưởng tượng bà là người từ thế giới khác đến. Mỗi lần gặp, cô bé cảm thấy say mê, ngây ngất đáng sợ. Lúc này cô hơi lo lo vì ngày mai lần đầu tiên cô sẽ hội kiến với bà lạ trong bộ quần áo sang trọng. Cô ước ào chạy ngay ra hang để khoe. Nhưng liệu bà lạ có vui lòng nhìn cô trong bộ đầm màu trắng thắt lưng xanh giống hệt bà để tôn vinh bà? Buổi tối hôm ấy, cũng lần đầu tiên, Bernadette được ngồi vào bàn ăn trong một phòng ăn thịnh soạn như súp gà, cá hồi muối, bánh mì phết bơ, kẹo mềm tráng miệng. Antoinette Perret cũng được mời. Cô cố tình quan sát Bernadette, hy vọng chiếm ra những cử chỉ vụng về của cô bé nhà quê. Nhưng Bernadette cứ theo mẫu bà chủ nhà, mà tự mình dùng các món ăn một cách lịch sự như con một nhà quý phái. Cô Perret sinh ra nghi ngờ, con bé này có lẽ là một tên lừa đảo chuyên nghiệp. Dầu sao, cô ta Antoinette Perret
con gái cảnh sát trưởng Giacome, phải mất 2 năm học hỏi để cư xử cho thanh lịch trong các bữa tiệc giàu có. Nhưng đứa bé quê kịch Subiru chỉ cần học trong vài phút. Cuối cùng, Bernadette được phép đi ngủ. Bà Mille dẫn cô gái đến phòng của cháu bà, sáng rực với vô số ngọn nến. Bà ôm hôn Bernadette trong nước mắt và rời khỏi căn phòng. Lại lần thứ nhất nữa trong cuộc đời, Bernadette được chiếm riêng một phòng mà ở ca chốt nằm mơ cũng không thấy. Đối với cô gái, ngủ một mình một phòng là đặc ân sung sướng nhất của các nhà giàu có. Sáng hôm sau, lúc 6 giờ, bà Mille, cô Antoinette Perret, đến đánh thức Bernadette, thì thấy cô bé đã ăn vận quần áo sẵn nhưng trong bộ cũ. Áo khoác thô, khăn vai, giày gỗ. Antoinette Perret nói to. Tại sao em không vận áo đẹp? Thưa cô Perret, cháu không biết nữa. Tự nhiên cháu thích ăn vận thế này hơn. Cô thợ may bực mình lẩm bẩm. Vừa rắn mắt, vừa ngu. Trước cửa nhà bà Mille, vài trăm người đã tụ họp sẵn, vừa ồn ào nói chuyện, vừa chờ đợi. Trong số đó có mẹ con bà Louis Subiru, ông cậu Saju, Antoine Nicolaus, dì Castaro, nhiều phụ nữ đã cầm nến cháy trong tay. Bernadette vội vã ra khỏi nhà, cất bước đi liền, chẳng chào hỏi ai. Cô có cảm nghĩ đám đông theo sau chỉ gây thêm cản trở, chậm trễ. Một lần nữa Antoinette Perret cảm thấy xúc phạm, và Jean Abadi nói mỉa mai vào tai Catherine Mangold. Cố nhiên nó phải dẫn đầu. Nhưng trong bụng Bernadette không hề nghĩ vậy. Điều cô sợ là đứng giữa đám đông trước mặt bà lạ, xem ra không thích hợp. Cô vẫn tiếp đón bà lạ một mình. Cô cảm thấy run run vì sợ làm bà phật lòng, cho nên cô chạy nhanh như con sóc, chạy hết con đường dốc một mình. Khi đám đông đuổi kịp thì đã thấy Bernadette quỳ trước hang. Đám đông lúc này đã lên tới hàng ngàn người. Bà lạ đã đứng sẵn ở cửa hang từ lúc nào, xem ra bà chẳng hề biến khỏi cửa hang. Đứng đó ngày đêm trong mọi thời tiết như một pho tượng đá, lòng hiền hậu nhân từ của bà hôm nay xem ra đậm đà hơn trước. Nỗi vui mừng lan tỏa khắp diện mạo, ngay cả các chân tay nhợt nhạt của bà cũng bộc lộ vẻ khác thường. Bà không những ban ơn mà hành xử như kẻ nhận ơn. Có lẽ bởi vì một dự định lớn và quan trọng sắp được thực hiện, bà khách tiến gần đến Bernadette hơn và ý thức cô bé sửa soạn trong một cuộc nhất trí sâu đậm. Bà Louis dán mắt vào con gái, lo sợ biến cố chẳng lành xảy ra cho con. Lúc này, con nói như một cái xác vô hồn, tràn đầy vui sướng, khuôn mặt mỉm cười. Bà lắc đầu nói dồn dập. Không phải nữa rồi, không phải Bernadette của mẹ nữa rồi, lạy Chúa nhân lành. Đám đông chen lấn nhau như nêm cối, quỳ hai bên bờ suối Savi, bị cảm xúc, sợ hãi áp đảo. Theo tâm lý đám đông, mỗi cuộc tụ họp đều rất nhạy cảm, một kích động nhỏ cũng gây nên náo động lớn. Nó dễ phát sinh thác loạn hơn tâm lý cá nhân. Mọi chú ý đều dồn về cửa hàng trống rỗng, đen ngòm, mà Bernadette nói là có một bà khách lạ đứng đó. Mọi người đều chờ đợi sự lạ xảy ra trên cái sườn núi dốc. Sự có mặt vô hình của bà khách lạ được thể hiện nơi đứa con gái quê mùa 14-15 tuổi mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh. Cô bé đang quỳ ngay ngất ngay trên miếng đá vụn bên bờ suối. Cô đang thuật lại cho các khán giả những gì mà chỉ một mình cô được thấy. Gật đầu, mỉm cười, làm dấu hiệu. Lúc này Bernadette giống như một phiên âm bản nhựa hoàn hảo của nhân vật vô hình trên cửa hang. Hình như cô bé này được mang đến bờ cõi của thế giới khác, vô hình cho những người tò mò coi. Bỗng nhiên có tiếng phụ nữ cất giọng đọc kinh thánh mừng, lập tức đám đông đọc theo như một cung nguyện khổng lồ. Cùng lúc bên tai Bernadette lại vang lên thứ tiếng ồn ào khác. Giống như lần đầu, trước khi Bernadette gặp bà lạ. Đó là tiếng sông Gave đổi giọng, giận dữ và tức tối. Một lần nữa nó không còn là dòng sông Gave êm đềm, sóc sách, mà là tiếng đám đông chạy trốn, như người ta họp chợ ồn ào. Tiếng thác loạn của muôn vàn vó ngựa chạy lộp cộp nước đại. Tiếng xe đuổi nhau trên dòng sông, như trên mặt đường trải đá. Những tiếng kêu la như xé trời. Chạy, chạy trốn khỏi nơi này! Bernadette khiếp sợ. Giơ hai tay về phía bà lạ như kêu cứu. Lần đầu tiên bà tỏ thái độ nghiêm nghị,
kiêu sa, như thể đang chiến đấu để thắng quân thù, và nhìn về phía dòng sông như chế ngự chúng bằng ánh mắt. Các thứ tiếng ồn ào lần đầu nhỏ lại, rồi biến mất hẳn. Đột nhiên Bernadette trở lại trạng thái bình thường, nhìn thấy bà Louise đang tái mặt thất vọng. Cô gái ôm chầm lấy mẹ, nhiều linh hồn cảm động rơi nước mắt khóc ròng. Con gái ông Giacome, cô thợ may Antoinette Perret, đoán rằng chẳng bao lâu nữa bà Mille sẽ chán ngấy Bernadette. Nhưng cô ngạc nhiên không phải bà Mille đuổi Bernadette ra khỏi nhà, mà chính cô bé xin đi. Việc đó xảy ra vào sáng thứ bảy. Bernadette gặp gỡ ngắn ngủi với dì Bernard Castoros, mẹ đỡ đầu của mình. Lúc trở lại nhà trọ, cô lịch sự bái chào bà chủ nhà và nói: Thưa bà, con xin cảm ơn bà nghìn lần về tất cả những điều bà cho con. Do lòng tốt của bà, nhưng con nghĩ con phải trở về nhà với cha mẹ con. Bà Mille ngạc nhiên, miệng run run nói: Bernadette ạ, con là đứa trẻ được Thiên Chúa chúc phúc. Ta muốn giữ con lại nhà ta, nhưng phải tôn trọng quyết định của cha mẹ con. Thế thì, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài hang. Rồi bà cầm lấy cả hai tay Bernadette mà hôn. Nhưng con ở lại ăn cơm trưa với ta đã. Chúng ta có thịt thỏ hầm. Bernadette trả lời: Con xin tạ ơn bà. Tốt hơn con đi ngay. Cho con gửi lời chào thầy Philippe. Trên đường trở về ca chốt với mẹ thiên liêng, bà này nói: Dì muốn con đến ở nhà dì. Tuy nhiên dì nghĩ con trở về nhà với cha mẹ con thì đúng hơn. Miệng lưỡi thiên hạ xấu lắm, nó sẽ nói gì lợi dụng con. Đừng để ý đến lời bàn tán của người ta, và cũng đừng bận tâm đến những lời khen ngợi. Lời cảnh cáo đó thật thừa thãi đối với Bernadette, bởi chính cô bé không hề tưởng mình nổi tiếng giữa bạn bè. Tâm hồn cô bị bà lạ thu hút hoàn toàn. Điều khó khăn là không thể nào lấy lại hoàn cảnh như cũ. Ở ca chốt, cha mẹ cô làm việc hàng ngày trong im lặng. Bà Louise, mỗi khi nhìn thấy con gái, nước mắt lại ứa chảy ròng ròng. Bà thương con không được thoải mái như cũ. Ông François ngượng ngùng với hàng xóm, nên ít nói. Tuy xấu hổ, nhưng ông vẫn phải nhượng bộ thói quen ngủ giấc trưa. Có lẽ con gái ông xem thấy thị kiến thực sự. Nhưng ông không dám khoe khoang với bạn bè để bênh vực cho con. Ông thường giải khuây trong góc quán rượu Babu, hơn là phải hiện diện với con gái, trước mặt bà khách lạ. Còn cô em ruột Maria cũng phải nhỏ nhẹ với chị. Cô nói tiếng địa phương pha trộn vài câu tiếng Pháp học được ở nhà trường. Khổ nhất là phải tiếp khách đến thăm hàng ngày, không những láng giềng như cậu Saju, gia đình Bubu Hot, mà ngay cả những nhân vật giàu có như bà Louise Bob. Bà này còn mang cả cô hầu gái Rosalie. Cô Rosalie đôi khi cũng trông thấy thị kiến xuất hiện. Tới chủ nhật hôm ấy khi nấu ăn, bà Louise phải vượt qua tiêu chuẩn. Bởi lẽ ông thợ bán thịt Gozo buộc bà phải nhận khoanh thịt cừu với giá rẻ gần như cho không. Bà ướp nó với tỏi, hành, xả. Cả nhà vừa ngồi xuống bàn với bữa ăn ngoại lệ, thịnh soạn như một gia đình giàu có, thì viên cảnh sát Calais đột nhiên xuất hiện ở cửa. Con gái ông bà phải đi theo tôi ngay. Ngài công tố viên hoàng gia muốn xem mặt nó ra sao. Bà Louise khẩn nài. Thưa ông, để cho cháu ăn xong bữa đã. Được, chẳng cần vội lắm. Calais đồng ý và đứng nhìn cả nhà ăn. Anh ta ngạc nhiên khi thấy cô gái lớn bình tĩnh ăn hết phần của mình. Ông công tố hoàng gia Vitan Dutour đi ngay vào phòng làm việc khi nghe bảo Bernadette đã tới. Quay lưng ra cửa sổ, ông quan sát Bernadette mà ông ta cho là cô gái hư hỏng, bằng đôi mắt đeo gọng kính có dây buộc. Ông bắt đầu cuộc điều tra. Con này, có biết ta là ai không? Thưa ông có, ngài là công tố hoàng gia. Đúng đấy, hoàng đế vĩ đại Napoleon đệ tam phái ta đến đây để khám phá và trừng trị những kẻ gây rối, thí dụ trộm cắp, lừa đảo, gian trá, phá hoại an ninh công cộng,
Con có hiểu không? Thưa con hiểu, ngài giống như ông Giacome. Ta là cấp trên của ông Giacome. Ta cho gọi con đến vì thương hại gia đình con. Con đã dựng nên cả một khối lộn xộn trong thị trấn này. Vậy ta hỏi con, sáng mai con có ý định ra hang Masabien nữa chứ? Đôi mắt đen to của Bernadette thường thường rất bình thản, bỗng nhiên sáng rực lên. Bernadette nói, thưa ông, con phải ra hang 12 lần nữa, bà yêu cầu con và con đã hứa làm như vậy. Ông đụt đùa thất vọng. Chính con nói đó, con sẽ ra hang. Con không biết rằng người ta đồn con là đứa học trò kém nhất lớp à? Thưa ông, đúng vậy, con ngu lắm. Ta và cha phó Pomian là bạn học chung với nhau nhiều năm trời. Chúng ta bảo đảm với con, cái bà khách lạ con trông thấy ở hang Masabien chẳng qua là tưởng tượng của con nít. Không ai tin là có thật, tin như vậy là vô lý. Bernadette thú nhận, lần đầu tiên con trông thấy bà, con cũng nghĩ như vậy. Đó có lẽ là giấc mơ ban ngày. Bernadette mỉm cười nói tiếp, như thế con đâu quá ngu đần. Nhưng người ta chỉ ngủ có một lần, mơ có một lần, đằng này con trông thấy bà khách lạ tới 6 lần. Đù chùa chống chế. Bỏ lại vấn đề cho Giacome giải quyết. Nói cho ta hay, hiện thời gia đình con ra sao? Cho tới vài ngày hôm trước đây, gia đình con nghèo lắm. Rất chật vật về công ăn việc làm, thưa ông. Mẹ con đi giặt thuê cho bà Mele, bố con chạy xe ngựa cho ông Kazenave. Nhưng bây giờ công ăn việc làm đều đặn hơn. Mẹ con đi giặt 2 ngày 1 tuần, bố con có việc thường xuyên. Ông cùng tố viên nói khéo. Như thế thì chuyện bà lạ có khía cạnh tích cực đấy chứ. Coi chừng Bernadette ạ. Bổn tòa đã biết rõ các quà cáp người ta gửi cho gia đình con rồi. Nếu tòa án đi tới kết luận bà lạ của con là một âm mưu kinh doanh lợi lộc siêu đẳng, thì con vào tù sớm. Tuy nhiên ta muốn cứu con và gia đình con, thì con chỉ phải hứa đừng ra hang nữa. Thưa ông, con không hứa như vậy được, con phải ra ngoài ấy 12 lần nữa. Công tố viên hoàng gia giận dữ đập bàn. Ông ngạc nhiên về phẩm chất can đảm và bình tĩnh của cô gái quê. Ông không kìm nổi cơn giận, quát lớn. Thế ra con này cứng cổ đến như vậy. Ta chấm dứt ở đây, chẳng cần giữ con thêm 1 phút nữa. Ôi Bernadette, con tự ý hủy diệt mình và gia đình mình. Bernadette bước ra khỏi văn phòng. Khi còn lại một mình, Dutour cảm thấy tự xấu hổ. Nghề nghiệp lâu ngày thường thường cho ông những thắng lợi rẻ tiền, nhiều linh hồn tan nát phải van xin ông thương xót. Nhưng hôm nay ông thất bại, không thể lung lay được lòng tự tin của một bé gái quê mùa. Đổi lại, chính lòng sắt đá của ông đã bị cô ta làm tổn thương. Nghĩ một lúc ông tự an ủi. Đã có Giacome đối phó vấn đề, ông ấy dữ tợn hơn ta. Sau giờ kinh chiều, Bernadette lùi nhanh ra khỏi nhà thờ. Ông Giacome, ủy viên cảnh sát hội đồng thị trấn, niềm nở đón tiếp Bernadette và thân thiện vỗ nhẹ lên vai nói. Phiền cô em gái đi theo tôi. Không lâu lắm đâu, vài phút thôi à. Lập tức, những người đi nhà thờ ùa ra vây quanh hai người. Ông Giacome to béo, cao lớn. Bernadette vội vàng nhắn dì Lucio Castaro đang đứng trước mặt. Về báo lại cho cha mẹ hay, những tiếng nhạo báng liền nổ ra. Ê, ông kẻ bắt trẻ con, chúng nó mà bị chết đói thì đẹp mặt, bỏ bà với chúng tao. Ông Giacome làm ngơ không để ý, dẫn cô bé về đồn cảnh sát gần đấy. Nhân viên thu thuế thị trấn Estrade không liên quan, nhưng cũng xin có mặt trong cuộc điều tra. Ông đang ngồi chờ đợi ông cảnh sát đưa cô bé về văn phòng. Ông Giacome khởi sự theo công thức. Nào, tên em là gì? Bernadette nhanh nhẹn nói, thưa ông đã biết tên con rồi. Tên con là Bernadette Subiru. Ông Giacome dỗ ngọt như một người cha. Con gái thân yêu, ta sẽ ghi xuống giấy mọi điều con khai, sau đó gửi ngay tất cả biên bản và tường trình về Tabe cho ông tỉnh trưởng, ngài Baron Maxi, đứng đầu hoàng gia ở tỉnh này.
Ngài Baron là một người rất quyền thế và nghiêm khắc. Con khai gian dối là sẽ bị ông trừng phạt nặng nề. Con hiểu công việc chúng ta đang làm là quan trọng chứ? Nào, con nói cho ta hay, con bao nhiêu tuổi? Thưa ông, con 14 tuổi. Ông Giacome đẩy ghế lùi xa bàn viết một chút. Bây giờ con kể cho ta biết tất cả mọi chuyện xảy ra ở hang Masabian. Nhờ lặp lại nhiều lần nên Bernadette kể lại chuyện một cách trôi chảy, gần như thuộc lòng. Nghe xong ông công an trưởng nhận xét. Chuyện khá điên rồ. Thế con có biết bà khách lạ là ai không? Bernadette mở to đôi mắt nói. Thưa ông không? Con có thể đoán bà ta bao nhiêu tuổi không? Thưa ông 16 hoặc 17. Vậy con nói bà ta rất đẹp à? Bernadette vừa trả lời vừa vặn vọ hai tay. Bà ấy đẹp hơn hết các phụ nữ vùng này, đẹp hơn mọi sự ở trần gian. Ông Giacome đổi giọng cứng rắn hơn. Và thiên hạ đồn rằng bà đó ủy thác cho con những bí mật phải không? Sau một lúc im lặng đắn đo, Bernadette nói khẽ. Vâng, bà nói một vài điều chỉ liên quan đến một mình con không được tiết lộ. Giả dụ như gì Phước Vô Du hỏi. Con cũng không được phép nói. Cha Linh Hướng Phô Miên hỏi. Cũng không, vì chẳng liên quan đến ngài. Nếu Đức Thánh Cha ở Roma truyền con nói thì sao? Thưa Đức Thánh Cha chẳng bao giờ làm như vậy. Cảnh sát Giacome nhe răng cười nhìn ông Estrade ngồi bất động, chứng kiến cuộc phỏng vấn. Mũ để trên đầu gối, tay cầm gậy chống vào cằm. Giacome nói tiếp. Chà, đứa con gái này cứng cổ thật. Này, nói thật cho ta hay, bố mẹ con có tin vào câu chuyện bày đặt của con không? Bernadette suy nghĩ một lúc khá lâu, rồi trả lời ngập ngừng. Con không nghĩ là cha mẹ con tin như vậy. Ông Giacome lại đổi giọng chân thật. Và con yêu cầu ta tin à? Nếu bà khách lạ của con là người thật, tại sao thiên hạ không trông thấy? Bernadette yên lặng không trả lời. Ông Giacome nhắc nhở Bernadette. Nào, nghe đây. Ta đọc lại những gì con đã khai. Nghe kỹ để con ký vào biên bản nhé. Ông lấy giọng nghiêm túc đọc. Bernadette Subiru khai trước mặt tôi và ông Esra rằng bà khách lạ vận khăn xanh thắt lưng trắng. Bernadette phản ứng lại ngay. Khăn trắng thắt lưng xanh. À ha, còn tự mâu thuẫn đấy. Ông Esra còn ngồi đây, khăn xanh thắt lưng trắng. Bernadette xác nhận nhẹ nhàng. Thưa ông ghi sai. Đối với các người khác, bưu mẹo này của viên công an già đời luôn thành công, nhưng với cô gái quê mùa xem ra ông thất bại. Tuy nhiên, trước khi từ bỏ mưu mẹo, ông thử nghiệm một lần nữa. Bernadette Subiru khai rằng bà ta 20 tuổi. Thưa ông, con không khai như vậy. Con nói chưa tới 17 tuổi. Con nói dối. Rồi thử thêm lần thứ ba, ông nói. Bernadette Subiru khai rằng bà khách lạ trông giống y hệt tượng Đức Mẹ ở trong nhà thờ xứ. Bernadette dãy nảy chậm chân nói, con không hề khai điều chi điên rồ như vậy. Đó là điều hoàn toàn bịa đặt. Giacome chạm tự ái đứng thẳng dậy gầm lên. Được rồi, ta sẽ có cách đối phó với con. Chỉ có lời khai hoàn toàn đầy đủ và chân thật mới cứu nội con khỏi tù tội. Nào, bây giờ khai thẳng cho ta biết những ai dụ dỗ con. Khai tất cả ra tên tuổi, chỗ ở. Dính líu thế nào vào vụ lừa đảo này? Mau chóng khai ra. Công an đã biết hết rồi, chỉ cần lời khai để thú nhận thôi. Gương mặt Bernadette thất sắc. Thưa ông, con chẳng hiểu ông nói gì. Giacome hoàn toàn nổi giận. Không khai hả? Được rồi, ta nói cho người hay. Một số người công an đã biết tên âm mưu với con. Dựng đứng câu chuyện để loan đi khắp nơi trong thị trấn, bày đặt chuyện nọ chuyện kia cho tới chi tiết cuối cùng. Họ lợi dụng sự ngu dại của đứa trẻ, huấn luyện nó làm trò ma quái lừa dối thiên hạ. Ta vừa được con kể thuộc lòng, đúng không? Bernadette tự kiềm chế lấy lại bình tĩnh. Thưa ông cảnh sát, xin hỏi Jean Abadi xem ai đã dựng chuyện, ai đã huấn luyện con. Cô ta còn đang ở nhà đó. Được rồi. Đối với tình hình hiện nay, hoặc là phải thú nhận và hưởng khoan hồng,
hoặc là đi tù, con muốn đằng nào. Hai điều không liên quan gì tới ta hết. Ta khuyên con đừng chống lại mình, đừng tự hại mình và quyền bính. Tránh án Vitan Dutour đã ra lệnh từ nay cô không được ra hang nữa, để kéo đám người mê tín theo mình. Có mặt ông Estrap đây, ông làm chứng, con thề vâng lời đi. Bernadette cúi mặt nói thầm, con phải giữ lời hứa. Ông Jacobe đỏ mặt vì tức giận, con muốn ta gọi nhân viên công an không? Bernadette ngẩng mặt trả lời, thưa ông, nếu các ông thấy cần thì cứ bắt con không sợ mà khai man. À, con này gớm thật, thách thức cả công quyền, tôi sẽ bỏ tù cô. Chưa hết đâu, cả cha mẹ cô nữa. Nếu các em cô chết đói, việc đó chẳng can hệ với tôi. Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa khô khan nhẹ nhẹ. Ông trưởng công an cằn nhằn, mời vào. Cánh cửa mở, ông François Soubirous mặt đỏ gay đứng đó, các ngón tay vặn vẹo chiếc mũ lưỡi chai. Có lẽ ông ở quán Babu tới đây, uống thêm chút rượu để đủ can đảm đến đồn cảnh sát. Ông chưa đến nỗi say mềm. Vừa giận dữ, vừa sợ sệt hiện ra trên khuôn mặt hiền từ của một công nhân đã quen nghèo khổ. Jacomet nói lớn. Ông tìm thằng quỷ nào ở đây? Subivu đi về hướng Bernadette đang ngồi. Con gái tôi. Đột nhiên Jacomet trở nên nhân từ. Thưa ông François, câu chuyện đáng ghét ở hang Masabian phải được kết thúc. Ông nên nghiêm cấm con gái ra khỏi nhà, trừ trường hợp đi học. Nếu cần khóa nó lại, bằng không tôi sẽ khóa ông vào tù, khóa tất cả những kẻ gây rối vào tù. Tôi thề sẽ làm như vậy, cho đến khi trật tự lập lại trong thị trấn. Ít phút sau, Bernadette cùng cha đẻ bước ra phố, đầu vẫn còn cúi xuống nhìn mặt đất. Cô gái cố gắng cắn răng chịu đựng, cô sẽ không khóc cho đến khi về nhà. Quảng trường đen nghịt người đón chờ, họ rì rầm. Đừng nhượng bộ, Bernadette, can đảm lên, họ chẳng làm chi được đâu. Nhưng Bernadette chỉ nghe thấy lời cha đi bên cạnh nói. Con ạ, con gây nên tất cả những gương mù này. Ông ủy viên công an thị trấn quay sang hỏi ngài trưởng thuế khóa hoàng gia. Nào ý kiến của ngài về vụ này ra sao? Asade xoa chán trả lời. Con bé không nói dối. Giacome cười lớn. Rõ là ý kiến ngây thơ của kẻ ngoài cuộc, chưa tội phạm nào trong văn phòng của chúng tôi cứng cổ và tinh ranh như con bé quê kẹt này. Ông không để ý đến sự né tránh tinh tế trong trả lời của cô ta sao? Cô ta đã chẳng vướng mắc một cái bẫy nào. Asade nhún vai. Nhưng cứ tiếp tục cái trò lừa đảo nguy hiểm này, liệu có ích lợi gì cho cô ta không? Có chứ, đó là say sưa thành công thưa ông bạn, đó là 10 tiếng hoan hô, đó là một mình nổi tiếng. Đó là đóng vai quan trọng trong bạn bè hàng xóm. Ngài có thể tưởng tượng nổi một thánh nhân lại quỷ quyệt như đứa con gái đầy mưu mô này không? Này ông bạn, ai nói chuyện thần thánh ở đây? Tôi nhận xét rằng con bé không hề nghĩ đến những cuộc gặp gỡ đó là lạ lùng. Với bộ óc chân chất của cô ta, cô nghĩ những cuộc hội ngộ đó hoàn toàn tự nhiên như chúng ta gặp bạn bè vậy. Giacome mỉm cười kiên nhẫn, thấy má là nghề của ngài. Cảnh sát là nghề của tôi. Nhiều năm trong nghề, xin ông tin cậy vào tài ba của Giacome vừa già vừa tốt bụng này. Kính mời quý vị theo dõi chương 5 của tác phẩm Tiếng Hát Lộ Đức và qua phần trình bày của Nguyệt Nga và Kim Hà. Dì Phước Maria Therese Vô Du nghiêm nghị đứng quay mặt xuống lớp học. Vì thức đêm nhiều để canh thức nên khuôn mặt dì đáng lẽ xinh đẹp, nhưng lúc này mang vẻ thẫn thờ thiếu ngủ. Lệnh của cha xứ Thera Male và cha phó tuyên úy truyền gì phải hành động
để chấm dứt lộn xộn, vì thăm dò phản ứng của dân chúng về vấn đề rất quan trọng trong giáo xứ. Cha chánh xứ muốn gì phải công bố trước các em rằng, một bé gái chưa xưng tội rước lễ lần đầu, mà dám khoe mình xem thấy Đức Mẹ Đồng Trinh ở hang Masabien gớm ghiếc, là một điều kiêu ngạo quá mức. Suốt đêm qua dì phải thức trắng để tra cứu về ý nghĩa đích thực của ơn thánh, những điều kiện và công nghiệp để được ơn. Liệu kỷ luật nghiêm ngặt, sự cầu nguyện liên lỉ, lao động cực nhọc, khiêm tốn, hy sinh phạt xác như các tu sĩ, dì Phước, linh mục, giám mục, đủ để đạt tới cứu cánh là ơn thánh không? Như vậy sự hy sinh cao cả của cuộc đời dì cũng rơi vào nghi vấn à? Từ lúc ấy cho đến giờ này, dì Marie-Thérèse Vosu vẫn còn lo lắng thâm sâu về số phận mình, và linh hồn dì chẳng được bình an. Dì liếc nhìn Bernadette, mà người ta đồn là được ơn bởi trời, vẫn ngồi cúi đầu xuống. Dì gọi, Bernadette Soubirous lên đây! Như nhiều lần trước dì thường gọi, Bernadette giật nảy mình thưa dạ, và bước lên bảng vào đúng chỗ thử thách như mọi lần để sát hạch. Nhưng dì Vosu không khảo bài mà thuyết pháp cho toàn thể lớp học với đối tượng là Bernadette Soubirous. Dì đã nói với các con, toàn thể nhân loại đều là tội nhân, không ai là thánh cả. Nhưng Thiên Chúa không đối xử đồng đều như nhau. Người thì cảm thấy gánh nặng tội lỗi, kẻ thì bệnh tật, kẻ khác đau thương khốn khổ. Kẻ khác nữa tù đầy, tha hương, người nặng, kẻ nhẹ. Nhưng nếu có ai ít bị ảnh hưởng của tội lỗi, thì lại chẳng có mặt ở đây. Rồi quay sang Bernadette, dì nói, hay là chúng con tin rằng có kẻ nào đó nghĩ mình như vậy ở giữa chúng ta? Kẻ tự phong mình xứng đáng hơn các người khác để xem thấy Đức Mẹ Đồng Trinh? Bernadette khiêm nhường nhìn dì Phước ngạc nhiên. Thưa dì không ạ? Dì Vosu không để ý lời nói của Bernadette, bà tiếp tục. Trong dòng thời gian, đã có nhiều linh hồn nam nữ sống trên trái đất này thánh thiện, đến độ gần như vô tội. Họ hiến dâng mình cho Thiên Chúa, vào rừng hoang dã, vào sa mạc khô cằn, leo lên vách đá hiểm trở như dãy núi Pyrenees chúng ta. Ở đấy họ ăn chay, đánh tội, cầu nguyện, phạt xác. Và tiến bộ nhiều trên con đường khổ hạnh, đến nỗi mọi cám dỗ của ma quỷ không làm hại nổi linh hồn họ. Một số ít còn được xem thấy thị kiến này nọ, thí dụ chính Chúa Cứu Thế thân hiện ra với họ, hoặc Đức Mẹ Đồng Trinh. Bernadette Soubirous có nghe không? Và hiểu chi không? Bernadette giật mình tỉnh dậy. Từ nãy cô gái chẳng nghe thấy gì, với trái tim đau khổ như không thể chịu đựng được nữa. Đứng đấy là mục tiêu cho các bạn học chế giễu. Cô bé chẳng còn can đảm nhìn thấy ai. Trừng phạt thường xuyên của những tâm hồn đạo đức thánh thiện chủ quan. Cô nghĩ về bà lạ ngoài hang đang đứng chờ đợi vô ích. Bernadette thẫn thờ và yên lặng nhìn dì giáo viên. Dì Marie Vosu nói tiếp. Liệu con tính giả đò là một trong các vị thánh thiện đúng không? Thưa dì không. Thế con mút kẹo để được xem thấy thị kiến chắc. Câu nói của dì Phước làm cả lớp ồ lên cười chế nhạo. Dì Vosu đợi cho mọi người yên lặng. Con thấy đấy, Bernadette ạ, ngay cả các bạn cùng lớp cũng cười vào trò lừa đảo ngu ngốc mà con dựng nên, hòng kiếm chắc được vị trí quan trọng rẻ tiền. Bây giờ con về chỗ đi. Xấu hổ vì đã làm xáo trộn mùa chay thánh đức với các việc phô trương của mình. Chiều hôm ấy, vì ảnh hưởng xấu của lời nói dì Vosu, Bernadette phải đi học một mình, lòng hổ thẹn và buồn bã. Nửa đường gặp chị thợ may Antoinette Perret đang run lên vì tức giận. Này Bernadette, em tính lừa dối chúng ta đấy sao? Bà Miller và ta, rất nhiều người khác chờ em hàng giờ ở hang Masabian. Họ cấm em ra đó, dọa bỏ tù em và ba mẹ. Sau khi Bernadette nói thầm vào tai cô thợ may, cô bắt đầu ù tái chạy sợ trễ giờ học.
Khi gần đến cống dẫn nước thành phố, Bernadette tính bước qua, nhưng nghe sau lưng có người đuổi theo, một bàn tay to lớn nắm lấy vai cô gái và quay ngược người Bernadette lại. Bernadette không thấy có ai, nhưng đang đi trở về con đường cũ thì lại nghe sau lưng tiếng lục cộp của vó ngựa. Hai người cảnh binh y phục rực rỡ, với cơm đeo bên hông và đội mũ lông chim hiện ra ở hai bên. Ê, em đi về nhà hả? Ngon rồi đấy. Cô gái mạnh dạn trả lời, không, em chạy ra hang. Ông sĩ quan nói, tự tiện ra hang sao? Chúng tôi cùng đi với em. Kale và một người cảnh binh khác cũng nhập bọn với họ. Cuộc diễn hành kỳ lạ làm cho cả thị trấn xôn xao. Các cửa sổ mở tung, đàn bà xuất hiện trước cửa nhà, hai tay lau vào vạt áo, kẻ ôm con. Khi Bernadette tới hang thì đã có 8 hoặc 90 người chạy theo sau. Bernadette quỳ phập xuống đất sỏi, hai tay dang rộng đưa về phía cửa hang như cầu khẩn. Nhưng trên hang vẫn trống rỗng, đen ngòm. Cô gái sợ hãi kêu to, con chẳng trông thấy bà đâu, con không được xem bà nữa. Và rồi cô gái ngất đi. Ở xưởng của Savi, người ta đặt Bernadette nằm trên giường bà Nicolau. Cô bé nằm mặt xám nhất như cho bếp, vật lộn để lấy hơi thở. Antoine chạy vội đến nhà dây thép kiếm tìm ông François. Tới nơi, lần đầu tiên trong đời ông bị choáng ngợp vì sự đau đớn của con gái. Ông âu yếm vuốt tóc con bằng đôi tay thô kệch vì lao động nặng nhọc. Con cưng của ta, họ đã làm gì con? Bà sẽ bảo vệ con. Nói đi, con muốn gì? Bernadette thều thào, nếu con không được xem thấy bà nữa, con sẽ chết. Cưng à, con sẽ thấy bà. Bà hứa, chẳng ai ngăn cản được con. Nhưng trên đường về, ông François Subiru bị dằn vặt vì lời hứa vội vàng của mình. Để làm dịu bớt áy náy, đến cửa nhà Cachot, ông cố tình đi vượt qua, mục tiêu là quán rượu Babu. Sáng hôm sau, Bernadette lại được hội kiến với bà khách lạ một cách đặc biệt. Không khi so sánh nổi, mới có một ngày xa nhau mà xem chừng như lâu hàng thế kỷ. Số đo không phải là thời gian mà là thiếu vắng và hoạn nạn. Bà lại xem ra xúc động mạnh. Thực tế, tình yêu và duyên dáng trên mắt xanh của bà quá cao, đến nỗi Bernadette quỳ ngất trí đến một giờ trọn. Lúc ấy đám đông chừng 200 người, và như các lần trước, khuôn mặt của Bernadette biến đổi, cô làm những cử chỉ kỳ quặc, gây cảm giác khiếp sợ qua đám đông đang quỳ bên cạnh. Mọi người đều chăm chú nhìn Bernadette, cô phản ánh sự hiện diện của bà lạ. Khi nhúng lễ, quỳ xuống, đứng lên, lắng nghe, mở miệng, làm dấu, xem ra cô gái đang trong tiến trình đàm đạo với nhân vật vô hình, trao đổi những lời lẽ mến yêu. Nhờ cuộc trao đổi này, Bernadette biết được nhiều đặc tính của bà khách lạ. Chẳng hạn, bà nói rất ít lời, chỉ nói khi cần thiết, và lời nói rất chính xác, gọn gàng, không thừa thãi. Cô cũng đoán ra bà đến mang theo một ý định, đã suy tính kỹ, mà cô không thể biết nội dung cho tới lúc này. Với một trực cảm, tình yêu sâu thẳm, cô gái biết rằng bất chấp dáng điệu bình thản, bà cố giấu kín điều chi đó trong lòng. Bằng kinh nghiệm riêng, cô phỏng đoán có lẽ đó là sự ghê tởm tình trạng tội lỗi của thế giới. Bởi lẽ chính cô, sau mỗi lần hội kiến đều cảm thấy ý thức về nỗi khốn nạn này, từ tâm lý chê ghét tội lỗi, cho nên nhiều khi xem ra bà cố ý xa lánh một vài điều, chẳng hạn bà không thích để người ta đến gần, chỉ những lúc cao điểm của một vấn đề, bà nói với Bernadette tiến tới tảng đá lớn, hoặc chính bà thân chinh bước ra tận cửa hang. Đôi khi miệng bà thì thầm lời hối cải. Bernadette nhận ra được. Hối cải đồng nghĩa với tự ý chấp nhận, chán nản, đau đớn, phạt xác, hy sinh. Thí dụ người ta tự ý lê gối trên mặt đất đầy sỏi đá vụn, lởm chởm đến độ xé thịt ra, để đến tảng đá vách núi. Lúc ấy, một việc ăn năn đền tội đã được thi hành, và nếu những viên đá sỏi làm chảy máu thật sự, bà lạ đáp ứng bằng một việc kỳ lạ. Bà lấy hai bàn tay không, nhúng vào một cái giếng, rồi đưa lên cao như dâng lễ vật. Bernadette cố gắng không mệt mỏi để khám phá ra những ước vọng của bà khách lạ, nên khiến cô quan sát bà với con mắt rất tinh tế,
Thí dụ như vài ngày trước đây, bà đã thốt lên lời truyền, hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội, và rồi thêm mấy lời nhỏ nhẹ gần như không nghe thấy, và cho thế gian sa đọa. Nói rồi xem ra, bà nhìn thấy những tội lỗi ghê tởm đến độ nhan sắc bà trở nên xanh xao. Bấy giờ cô gái ngộ ra rằng, sự dữ đã làm cho bà gớm ghét, rằng việc đền tội là cần thiết để làm dịu nhẹ tình hình đó. Và những ngày bà lại yêu cầu, Bernadette thúc giục những ai có mặt ở hang Masabian thực hiện đền tội, thì đôi mắt cô gái đầm đìa giọt lệ chảy dài trên má. Cô quay mặt ra đám đông thì thầm ba lần, hãy thống hối, hãy ăn năn, hãy thống hối. Đó là biến cố thứ nhất tách riêng ngày thứ năm hôm nay ra khỏi tuần lễ. Công tác thứ hai bà lại truyền, đè nặng lên trái tim Bernadette và làm cô gái lo lắng và đầy khốn khổ, là một việc rất cụ thể. Bà nghiêm nghị nói, hãy đi đến các linh mục và bảo họ xây cất một thánh đường tại đây. Rồi bà hạ giọng nói thêm, và hãy có những cuộc rước kiệu từ chốn này. Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương 5 của tác phẩm Tiếng Hát Lộ Đức.